chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn hai đại hội trưởng nhẹ nhàng thở ra dạ độ hàn đàm thừa lúc đang đề tài này thuận thế hỏi liệu diệp tu có nhận làm ăn với cả hai nhà sau đó lại tự phá kỷ lục của mình không thế thì không được tốt lắm diệp tu trả lời kỷ lục tu lập không dám cam đoan người khác nhất định không phá được nhưng chắc chắn bản thân sẽ không thể phá được nữa kỷ lục này không tính chứ dạ độ hàn đàm nói đương nhiên không tính diệp tu trả lời hiện tại kỷ lục này còn có thể tăng lên bao nhiêu dạ độ hàn đàm hỏi ừm Đội ngũ bố trí tốt hơn chút, chắc 3 phút đi diệp tu nói. 3 phút, Dạ Độ Hàn Đàm hít vào một ngụm khí lạnh, nếu hơn kỷ lục bây giờ 3 phút, vậy lại phá kỷ lục cao nhất cả 10 khu. Hiển nhiên lại là một tầm cao mà người chơi cao thủ bình thường không với được, nếu thành tích như vậy, chỉ cần người khác không mời được cao thủ cùng trình độ đánh hộ thì không đáng lo ngại gì. Chờ ông lên cấp 27 thì sao? Dạ Độ Hàn Đàm hỏi, chênh lệch giữa 27 với 25 thật ra không quá lớn, nhưng ít vẫn là có hẳn có thể phá bản trong vòng 20 phút đi Diệp Tu trả lời. Hả, trước mắt có bao nhiêu công hội liên hệ với ông rồi? Dạ độ hàn đàm hỏi một vấn đề rất chi là nhạy cảm. Không nhiều lắm, Diệp Tu nhìn khung chát trước mặt, trừ bỏ dạ độ hàn đàm kỳ thật cũng chỉ có mình Lam Hà của Lam Khê Các. Ít ra các công hội lớn khác vẫn chưa liên hệ với hắn, hiển nhiên bởi vì việc cạnh tranh kỷ lục phó bản hiện nay vừa cao vừa hỗn loạn, các đại công hội đều đang ở thế xem chừng. Cục diện thế này cũng không phải thứ mà Diệp Tu muốn nhìn đến. Hắn rất rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, hắn đã mất đi quyền khống chế kỷ lục cao nhất của phó bản. Cạnh tranh kỷ lục của rừng rậm băng xương, hắn đã có được hai lần ưu việt trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng kỷ lục vẫn rơi vào tay Gia Vương Triều, ngoài mặt Diệp Tu có vẻ thờ ơ, trong lòng lại rõ đây chính là một sự đả kích nặng nề. Chính vì sự kiện này mới khiến cho nhiều công hội rơi vào thế xem chừng. Bởi từ chuyện này quân Mạc Tiếu đã không còn bảo đảm với kỷ lục nữa. Mặc dù hắn lập được kỷ lục cao hơn tiêu chuẩn, nhưng người giỏi vẫn còn có người giỏi hơn, ở khu 10 vẫn có người có thể phá được kỷ lục của hắn. Nếu chuyện này vẫn tiếp tục duy trì, tất nhiên sẽ không còn ai đến tìm hắn lập kỷ lục nữa. Trước mắt Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo còn có thể tìm hắn, là bởi vì hai nhà này từng cùng hắn hợp tác, thấy tận mắt trình độ của hắn, cho nên vẫn ôm ấp niềm tin với hắn nhưng sự kiện rừng rậm băng xương chắc chắn đã khiến trong lòng hai vị này có chút lung lay rồi, cuộc cạnh tranh kế tiếp ở Mai Cốt Chi Địa Chính là một lần lấy đá thử vàng. Nếu lần này hắn vẫn phá kỷ lục, mà đây lại không phải kỷ lục cao nhất, tuy rằng vẫn có thể lấy được thù lao, nhưng phó bản tiếp theo chỉ sợ ngay cả hai nhà này cũng sẽ không tìm hắn nữa. Nếu bây giờ có thể nâng kỷ lục rừng rậm băng xương lên cao nhất thì đây chính là một cú phản đòn, chẳng qua kỷ lục trước mắt này khiến cho Diệp Tu cũng có chút hữu tâm vô lực. Như hắn đã từng nêu ví dụ, đây chỉ là một phó bản cấp thấp, bất luận là hắn hay đội ngũ của Lưu Hạo trình độ đều vượt xa phó bản này, cho nên với phó bản này không tồn tại ưu thế kỹ thuật vượt trội nào, vì thế khi Lưu Hạo cũng toàn lực phát huy kỷ lục do tổ hợp với những nghề càng thích hợp hơn của Lưu Hạo lập cũng khiến Diệp Tu có chút hết khách. trong tay hắn không có nhiều lựa chọn để tạo đội ngũ thích hợp nhất, mà bên gia vương triều lại có thể cung cấp được tổ hợp cần thiết bất cứ lúc nào. làm tuyển thủ chuyên nghiệp, trừ bỏ chức nghiệp mình am hiểu nhất. Chắc chắn sẽ hiểu biết tất cả các chức nghiệp còn lại. Đổi sang chức nghiệp khác, tuy rằng không phát huy được uy lực mạnh mẽ của nó, nhưng vẫn như điều đã nói trên, chỉ là phó bản cấp thấp mà thôi, tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản không cần 100% thực lực. Diệp Tu vừa nghĩ vừa cùng bốn người khác bắt đầu hành trình phó bản rừng rậm băng xương. Trong quá trình không chỉ đánh quái, còn tỉ mỉ quan sát phó bản này, xem thử còn phương án gì có thể đột phá không. Kết quả qua 4 lần càn quét vẫn không nhìn ra gì. Sau phó bản tô mộc tranh đăng xuất, bọn đường nhu chuẩn bị tiếp tục cày cấp, Diệp Tu lại không đi cùng, thoát khỏi trò chơi. Sao không chơi nữa, đường nhu đứng dậy thư giãn gân cốt, đi bộ đến quầy trước hỏi thăm Diệp Tu. À, anh nghiên cứu phó bản tiếp theo. Diệp Tu nói, phó bản tiếp theo, mai cốt chỉ địa ấy Diệp Tu đang ở trên mạng tìm tòi thông tin tư liệu về phó bản này. Dừng dậm băng xương thì sao? Đường Nhu thật ra rất để ý chuyện kỷ lục bị phá mất. Cái đó, trừ phi trang bị chúng ta được nâng cấp bằng không rất khó có thể đột phá được diệp tu nói bốn lượt vừa rồi không nhìn rất bất kỳ chỗ mới nào trái lại diệp tu vẫn ôm hy vọng bên mai cốt chi địa đường nhu trầm mặc không nói tuy rằng không phục lắm nhưng cô biết mình thật sự không có quyền lên tiếng việc này diệp tu hơn cô nhiều lắm cả con phố luôn ấy đánh như bây giờ thì vẫn có vấn đề ở mai cốt chi địa ư đường nhu cố gắng học tập vấn đề thì không có nhưng mà Mục tiêu của chúng ta là lập được một kỷ lục mà người khác không phá nổi Diệp Tu nói. Ừ, được đấy Đường Nhu thích mục tiêu như thế. Đường Nhu trở về tiếp tục chơi, Diệp Tu tiếp tục tìm kiếm tư liệu. Chắc chắn phải có đấu pháp mới chứ. Diệp Tu xem tư liệu, chợt giật mình. Không phải từ tư liệu phát hiện được gì, mà bởi phát hiện ra những tài liệu này đều xưa lắm rồi. Thực hiển nhiên, bởi vì đây là một phó bản có cấp bậc cực thấp, cho nên trừ lúc ban đầu khai hoang thì người chơi từng nghiên cứu qua, về sau tất cả mọi người đều noi theo đường lối của người tiên phong, thỉnh thoảng mới thay đổi vài chi tiết, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm. Dù sao, một phó bản thấp như vậy, lại ở giai đoạn cấp bậc nhoáng cái là đổi, căn bản không có giá trị nghiên cứu quá lớn. Xem tư liệu, tra số liệu, kết hợp với trí nhớ mấy ngày nay cầy phó bản trong đầu, dần dần, một phương án hiện lên trong não Diệp Tu. Được rồi, ngày mai có thể thử một lần, Diệp Tu sắp xếp lại chút suy nghĩ trong đầu, thậm chí điểm lại các chi tiết quan trọng trên đầu ngón tay, cuối cùng gật gật đầu. Một lần nữa đăng nhập, đường nhu lập tức nhắn tin sang, thế nào? Có chút ý tưởng mới, ngày mai vào thử xem. Được, hai người đều tự làm nhiệm vụ, luyện cấp, một đêm không nói chuyện. Ngày kế tiếp, trong câu lạc bộ ra thế, Lưu Hảo sáng sớm liền nhận được điện thoại của Trần Dạ Huy. Lưu đội, Diệp Thu phá kỷ lục mai cốt chi địa rồi. Trần Dạ Huy nói, anh biết, tối hôm qua anh ở đấy Lưu Hạo đáp. À, Tối qua em không ở đây, vừa mới biết, nhưng thành tích này cũng chả cao lắm nhỉ. Trần Dạ Huy nói, ừ, thực lực của hắn khẳng định không chỉ như thế, nên chúng ta không cần vội vã ra tay. Lưu Hạo nói, đúng rồi, mới nghe ngóng được tin tức từ mưu đồ bá đạo và lam khê các, Diệp Thu giúp bọn họ lập kỷ lục để lấy thủ lao. Trần Dạ Huy nói, lấy thủ lao, ha ha ha, thì ra là bán nghệ à, cuộc sống hiện tại của Diệp Đại Thần túng quẫn quá nhỉ, một phó bản bao nhiêu tiền thấp quá thì anh mua hắn về làm cu ly cho. Lưu Hạo thật vui sướng, a, à, hắn không phải lấy tiền, mà muốn yêu cầu một số vật liệu hiếm. Trần Dạ Huy nói, muốn vật liệu hiếm à Lưu Hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chương 115, dồn hết sức lực, vật liệu hiếm, vũ khí tự chế, hai thứ này rất nhanh đã bị Lưu Hạo liên tưởng đến, lập tức cũng hiểu rõ ý định của Diệp Tu, đột nhiên cười như điên, ha 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 ha, hóa ra hắn định làm thế. Bên đầu kia điện thoại, Trần Dạ Huy giật mình, xém chút quăng luôn điện thoại, sau khi lấy lại bình tĩnh mới cẩn thận hỏi, sao thế? Hừ hừ, tiếc ghê, giờ bị anh mày nhìn thấu cả rồi, chỉ bằng hắn bây giờ thì đấu với anh thế nào chứ? Muốn làm lại từ đầu hả? Mơ đi cưng lưu hạo đã hoàn toàn tự quyết định, Trần Giả Huy bên kia nghe xong đành nói, lưu đội, không có việc gì thì em cúp trước đây. Ừ, về chuẩn bị tài khoản đi, mai cốt chi địa cần dùng quỷ kiếm sĩ, thiện xạ, nhà quyền pháp, kiếm khách, ma đạo học giả. Lưu hạo dặn dò. Được, Trần Dạ Huy đồng ý, nghe tên năm nghề kia xong thì âm thầm kinh hãi. Kỷ lục lần trước, Lưu Hạo chỉ cần 3 nghề thôi, bây giờ cần chọn 5 nghề, chẳng lẽ chỗ Mai Cốt Chi Địa cần đến 5 tuyển thủ chuyên nghiệp đi phá bản sao? Anh ta rốt cuộc phát hiện ra điều gì, lại càng dồn sức ở phó bản này hơn hẳn ban đầu thế này. Phía tiệm nét hưng hân, Diệp Tu và Đường Nhu vẫn tiếp tục luyện cấp như bình thường. Ngay cả Trần Quả cũng đã vô cảm với chuyện này, thế mà buổi sáng hôm nay vừa thức dậy, Diệp Tu lại chủ động tìm cô, chị chủ, cho tôi mượn tài khoản của chị chơi chút nha." Diệp Tu đến để mượn thẻ tài khoản, "Cậu muốn làm gì?" Trần Quả hỏi, "Đánh cái bản nhỏ thôi." Diệp Tu nói, "Đánh cái bản nhỏ." Trần Quả mờ mịt, vừa đưa Trục Yên Hà cho Diệp Tu, vừa định đến nhìn thử. Trục Yên Hà là nhân vật ở thần chi lĩnh vực, nhưng thần chi lĩnh vực cũng không phải nơi vào rồi ra không được nữa. Sau khi Diệp Tu cho Trục Yên Hà quay về thì đi thẳng đến Mai Cốt Chi Địa ở khu vực cấp thấp. Mai cốt chi địa của khu cũ đương nhiên sẽ không có nhộn nhịp như khu 10, nhưng ít ra cũng phải có người chơi. Nhìn đến một ức cao cấp 70 xuất hiện, lập tức những khung thoại chị ơi kéo em với hiện đầy màn hình, lời mời vào đội ngũ cũng đã gửi đến. Đây chính là si tai của khu cũ, nếu bàn về tốc độ thăng cấp, khu cũ chắc chắn nhanh hơn khu mới nhiều, kể cả không quen biết ai đi nữa, cũng sẽ có không ít ức lớn chuyên bán mình kéo ức nhỏ. Diệp Tu đương nhiên không để ý đến đám kia, trực tiếp điều khiển trục yên hà vọt vào phó bản ức lớn cấp 70 dĩ nhiên quét bản mà không hề áp lực, huống chi người thao tác nó còn là Diệp Tu. Nhưng sau khi vào phó bản, Diệp Tu lại không đánh vội, điều khiển Trục Yên Hà chạy ngược chạy xuôi, biến thành một đám tiểu quái dí sát mông, trông cứ như đang đùa giỡn lũ quái vậy. Cậu đang làm gì đấy? Trần Quả bên cạnh nhìn không hiểu. À, tôi chỉ xem thử phó bản này chút thôi, ức của tôi hết số lần rồi. Diệp Tu vừa giải thích vừa thao tác, Trục Yên Hà ra vài cái đại chiêu, lũ quái bị nổ văng sạch tiếp đấy diệp tu lấy một cuốn sổ từ trong túi ra sổ này trần quả nhìn rất quen mắt ra khỏi tiệm rẽ trái trăm mét là tới cửa hàng văn phòng phẩm bán ba đồng một quyển sổ mở ra trần quả ở cạnh nhìn sang mấy tờ đầu ghi lộn xộn những trang giữa lại là vài thứ đồ chơi không biết có phải vẽ bậy hay không diệp tu lật đến trang cuối lập tức viết lên đấy gì đó quét bản thôi mà cũng phải ghi chép lại ư trần quả cảm thấy rất mới mẻ nghiên cứu chút chuẩn bị đi khiêu chiến kỷ lục phó bản này Diệp Tu nói, Trần Quả ngơ ngẩn không biết nên nói gì, sự chuyên tâm và nghiêm túc của Diệp Tu khiến cô xúc động. Cô cũng thích vinh quang, còn là một fan khá trung thành, nhưng trên người Diệp Tu, cô lại nhìn thấy một thái độ đối với trò chơi hoàn toàn khác mình. Cô chơi trò chơi, còn với Diệp Tu, Trần Quả chợt cảm thấy mình không thể dùng từ chơi này để hình dung. Trần Quả không khỏi nhớ đến 9 năm trước, khi cô vừa tiếp nhận tiệm nét này, xung quanh cô đều là ánh mắt hoài nghi, mà bản thân cô cũng chẳng hiểu gì cả thừa mới bắt đầu mỗi ngày vùi mình trong tiệm lưu ý từng chút nhu cầu của khách không ngừng cải thiện hoàn cảnh của tiệm thử đủ chiêu trò thu hút khách quen mỗi đêm tính toán lượng khách trong ngày rồi tìm kiếm quy luật lúc ấy cô cũng như diệp tu hiện tại nghiêm túc chuyên tâm dồn hết sức lực bận đến mệt chết nhưng khi nhìn thấy việc làm ăn trong tiệm càng ngày càng thuận lợi chợt thấy thỏa mãn giờ đây lượng khách của tiệm đã ổn định thu nhập vượt xa khoảng thời gian ấy nhưng cảm giác thỏa mãn ngày ấy đã bao lâu rồi không thấy nữa Trần Quả có chút hâm mộ Diệp Tu, ngoài hâm mộ lại có chút đồng cảm. Chuyên tâm trả giá vì trò chơi này nhiều như thế, lại bị giới chuyên nghiệp vứt bỏ, tên này thật ra rất đáng thương. Trần Quả bỗng nhiên chua xót trong lòng, không khỏi nhớ đến lúc Diệp Thu vừa giải nghệ. Hóa ra những chuyện như giải nghệ, người đau lòng nhất thực ra là chính người đó nhỉ. Đây quả thực là một từ vô cùng tàn nhẫn, ngòi bút viết sàn sạt trên sổ, Diệp Tu hoàn toàn không chú ý sự khác thường của Trần Quả đứng sau. Trần Quả cũng không quấy rầy hắn nữa lo lắng mà lặng lẽ tránh đi Diệp Tu bên này tiếp tục dùng Trục Yên Hà thử nghiệm ở Mai Cốt Chi Địa ớt lớn mang đến cho hắn nhiều thuận tiện mà ớt nhỏ không hề có ghi chép trên sổ càng ngày càng nhiều chẳng hay biết lúc nào đã đánh xong phó bản Diệp Tu không ngừng lại tiếp tục dùng Trục Yên Hà vào phó bản lần nữa có điều lúc này thao tác trong game càng ngày càng nhiều chỗ cần dừng tay ghi chép cũng ít đi liên tục 3 lần sau khi số lần vào bản của Trục Yên Hà đã dùng hết Diệp Tu thu hoạch được không ít hài lòng rời khỏi trò chơi trả thẻ tài khoản cho trần quả sao rồi trần quả hỏi rất tốt diệp tu cười ừ cố lên trần quả nói cái gì diệp tu không nghe rõ cố lên trần quả lặp lại tôi không nghe lầm đó chứ diệp tu chừng lớn mắt bản thân khắc khổ chịu khó ở một phó bản nhỏ thế này chị chủ hẳn phải khinh bỉ mới phải chớ thế mà bây giờ lại bảo mình cố lên mà giọng điệu còn có chút dịu dàng nghĩ đến cái từ nọ Diệp Tu không chịu nổi mà dùng mình một trận, cái từ này dùng trên người Trần Quả hình như có hơi rét. Biến biến biến, đi ngủ đi Trần Quả tức giận, tên này chẳng biết điều gì cả. Diệp Tu nhất thời yên tâm, đây mới là Trần Quả mà hắn quen, hắn không nhận sai người. Buổi sáng yên bình, đến buổi tối khi Trần Quả chuẩn bị đi ngủ, Diệp Tu và Đường Nhu mang theo vẻ mặt sáng láng, xoa tay bắt đầu ngày mới của mình. Trong trò chơi, sau khi Diệp Tu đăng nhập liền PM bánh bao xâm lấn, bảo cậu ta dạng sáng thì tới phó bản. Kết quả bánh bao sâm lấn tiến thử cái tên Ly Hận Kiếm cho hắn, công bố rằng sau khi cùng mình đánh đấu trường hai ngày, kỹ thuật của tên Ly Hận Kiếm kia có một bước tiến lớn. Thế à, vậy lúc đó cậu với cậu ta qua đây đi." Diệp Tu cười cười, cũng không để ý bánh bao sâm lấn đang khoe khoang mà đáp lại. Dù sao đội của hắn ngoại trừ 4 người thì vẫn còn chỗ trống, ai tới cũng không sao cả. "Đúng rồi, đêm nay đi đánh phó bản với tụi tôi đi." Bánh bao sâm lấn nói lại cho người đang cùng mình đánh ở đấu trường Ly Hận Kiếm thế à tốt quá lưu hạo vui vẻ là thật chẳng qua mặt ngoài thì sáng sủa trong lòng lại âm u tôi bảo ông này thấy đại thần nhớ phải lễ phép nếu đại thần có thể chỉ bảo ông vài câu cả đời ông sẽ vô cùng an nhàn bánh bao xâm lấn thấm thía dặn dò chỉ bảo cái đầu mày đó lưu hạo thầm mắng trong lòng nhưng chơi bời với bánh bao xâm lấn hai ngày nay sức chống cự với mấy lời sàm sàm của thằng gà này đã tăng vọt tóm lại vẫn thể hiện đầy đủ năng lực thích ứng và tố chất tâm lý thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp của gã trong lòng mắng xối xả ngoài miệng lại cười bảo đương nhiên rồi dạng sáng không giờ đội ngũ tập hợp bánh bao xâm lấn và ly hận kiếm từ đấu trường chạy đến diệp tu và đường nhu đã từng gặp qua người này mở miệng chào hỏi sơ phong sơ yên mục của tô mộc tranh là người đến cuối cùng cô liền chào hỏi với người mới gia nhập là tô mộc tranh ư lưu hạo suy đoán vừa rồi chỉ xin chào gã nghe không ra được gì có điều đấy có phải là tô mộc tranh hay không cũng chẳng phải trọng điểm quan tâm của lưu hạo gã vẫn giữ sự khiêm tốn và cẩn thận đi theo đội ngũ cùng vào phó bản lần này chúng ta luyện tập đấu pháp để phá kỷ lục của phó bản mai cốt chi địa trước mắt vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm có thể có vài chỗ sai sót mọi người phải cẩn thận hơn sau khi diệp tu vào bản liền nói có nghe không nói ông đó bánh bao xâm lấn nói ai lưu hạo thuận miệng đáp lại trong trò chơi đều là nhân vật lại không có ánh mắt bánh bao xâm lấn nói thế này vốn sẽ chẳng nghe rõ nói người nào cả gà nó thế đó ông đó chứ ông ra tuổi tôi là đội viên của cả bánh bao xâm lấn bảo lưu hảo tự vả vào, vào mồm mình cho mày nhảm này tự nhiên đi đáp lời cái bánh bao thối này chi vậy oa tiếng gì vậy ta hình như tôi nghe thấy tiếng bốp mọi người có nghe không bánh bao xâm lấn kêu lên lưu hảo vãi mồ hôi thật sự sự không thể khinh thường á vậy mà cũng nghe được nghe rồi chúng ta bắt đầu thôi diệp tu bình tĩnh dùng kỹ xảo đánh chống lãng bánh bao xâm lấn vẫn bất động ai cũng không biết tên này có phải đang cố gắng nghe ngóng tiếng bốp thứ hai hay không. Điều quan trọng nhất trong đấu pháp phá kỷ lục ở Mai Cốt Chi Địa chính là cách di chuyển, cố gắng lợi dụng những vị trí hợp lý nhất để tránh kinh động đến tiểu quái đang trôn dưới đất. Đấu pháp của chúng ta cũng dựa theo suy nghĩ trên, mọi người chú ý, cố hết sức không đi nhầm bước nào cả. Ly hận kiếm, ông quay về trước đã. Diệp Tu nói, hả, Lưu Hạo ngẩn ra, hả cái gì mà hả, vừa mới bắt đầu ông đã chạy bậy, không dẫn ông theo nữa bánh bao xâm lấn nghiêm túc phê bình kèm theo uy hiếp ly hận kiếm sao thế lưu hạo vẫn không hiểu nổi có vẻ em biết đánh thế nào nhỉ diệp tu nói không phải tập trung vào kỷ lục sẽ không tiết kiệm thời gian ở đây đánh nhiều thêm mấy con quái thì có thêm chút kinh nghiệm vì vậy sẽ như đường nhu và bánh bao xâm lấn hoàn toàn không biết đấu pháp phá kỷ lục ra sao biết hình như đâu cần chú ý gì ở đây đâu lưu hạo nói ha ha thứ chúng ta dùng là đấu pháp mới diệp tu nói có nghe không đấu pháp mới, không phải cái đấu pháp lỗi thời mà ông biết. Bánh bao sâm lấn nói, đấu pháp mới, lưu hạo hoang mang, không sai, mọi người chú ý cách di chuyển của anh, anh sẽ vừa đi vừa nói. Diệp Tu nói xong, đã để quân mạc tiếu của mình xông ra ngoài. Trong chớp mắt đất đai quanh hắn nứt ra, bốn con sinh vật bất tử bắt đầu bò lên. Có gì khác chứ, lưu hạo cảm thấy mờ mịt, không thể đi vòng qua bốn con quái lúc bắt đầu này được, phải cùng xông lên xử lý quái ở chỗ này. Cách di chuyển hiện tại của quân Mạc Tiếu có gì đặc biệt chứ? Không phải cũng gây kinh động đến cả bốn con quái ư? Chương 116, đấu pháp hoàn toàn mới. Bốn con quái lao ra, lập tức phóng về phía quân Mạc Tiếu, dây kế tiếp, bốn con quái đã chen trúc thành một đoàn. Nói đúng ra cũng không phải chen, chẳng qua là chúng nó từ bốn phía đồng thời cùng nhắm chung một mục tiêu, nên trùng hợp chạm trán ở chỗ này mà thôi. Đường Nhu và bánh bao xâm lấn tuy có kỹ thuật, nhưng về phương diện kinh nghiệm và ý thức ở Vinh Quang lại vẫn chỉ là gà mờ sơ cấp, nên đối với tình huống này khá thờ ơ. Nhưng Tô Mộc Tranh và Lưu Hạo đã nhanh chóng nhìn thấy trước kết quả. Đây là một lần tụ quái, chỉ bằng cách di chuyển liền làm được một lần tụ quái hoàn hảo. Một lần tụ quái này, cần tính toán vị trí tiểu quái rõ ràng, tốc độ di động của tiểu quái, truy kích lộ tuyến cùng với lựa chọn chuyển hướng. Sau đó khống chế vị trí di chuyển của nhân vật, chẳng mấy chốc tiểu quái sẽ đi về vị trí mình cần. Cách làm này vô cùng chú trọng đến chi tiết, thủ pháp tụ quái này quả thực hoàn mỹ và không tốn thời gian, thế nhưng, chỉ bằng một chiêu tụ quái như vậy, đánh chết bốn con quái này dường như cũng không tăng thành tích được nhiều. Nếu như mọi người cùng lên bao vây, thay nhau công kích mạnh mẽ bốn con quái, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành việc tụ quái này, hơn nữa còn có thể nhanh hơn một bước. Tô Mộc Tranh và Lưu Hạo, lúc này trong lòng đều có cùng một nghi hoặc. Quân Mạc Tiếu cũng đã ra tay, thuật phân thân, ảnh phân thân giả của quân mạc tiếu ở lại tại chỗ, người thật đã lập tức xông đến nơi khác, nhưng tiểu quái vẫn tiến về phương hướng ban đầu. Kỹ năng thuật phân thân này, người chơi có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, nhưng tiểu quái thì không được thế, kỹ năng này chắc chắn lừa được tiểu quái. Bốn con tiểu quái tiếp tục dồn nhào đến ảnh phân thân giả. Lạc hoa trưởng, quân mạc tiếu xông đến bên kia thì lập tức tung ra một trường, bốn con tiểu quái đụng vào nhau, văng ra. Có một con không bị đánh bay đủ mạnh, sắp ngã xuống tại chỗ, quân mạc tiếu cũng đã dùng chiến mâu móc nó lên, tiểu quái bị hất lên không, lập tức một chiêu long nha đâm lên, bấy giờ con tiểu quái này bay còn xa hơn mấy con khác. Cả bốn con quái bị đánh văng sang một bên vách đá. Đa số phó bản đều là một không gian kín được bao bọc bởi núi hoặc cây hoặc vách núi hoặc tường, nói chung sẽ có những vật cản trở như vậy để dẫn người chơi đi đúng phương hướng cố định, bạn không thể tùy tiện phóng ngang tránh quái được. Bốn tiểu quái gặp trở ngại, quân mạc tiếu phóng người lên, Bánh bao sâm lấn hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên trợ chiến, lại nghe Diệp Tu kêu lên, nhìn trước đã. Bánh bao sâm lấn lập tức dừng lại, xoay vòng tại chỗ, hướng phía ly hận kiếm nói một câu, không nên cử động nha, nhìn cho kỹ. Lưu hạo lần này cũng đã có kinh nghiệm, tuyệt sẽ không trả lời bánh bao sâm lấn. Quân mạc tiếu xông lên, một người đấu bốn quái vẫn dễ dàng áp chế. Vốn dĩ vách đá bên này có một khe nứt nhỏ, quân mạc tiếu trước ra một lạc hoa thì đã đánh một con quái bay vào, sau đó long nha quăng thêm con nữa vào lúc này sông lên sau vài ba cái thao tác thì quái đều bị nhét vào trong khe hết nói là một trọi bốn kỳ thực chỉ là một trọi một mà thôi phương pháp này có thể xem như một cách solo phó bản không tồi nếu phá kỷ lục có trợ giúp về thời gian sao lưu hạo buồn bực cực kỳ buồn bực nhưng cũng không thể nói gì chỉ lặng lẽ nhìn một con quái ngã xuống quái số hai bước ra khỏi khe một lát sau bị đánh chết lại tiếp tục quái số ba đánh chết rồi ngã xuống. Sau đó, không có sau đó nữa, trừ Diệp Tu, bốn người khác đang mở to hai mắt nhìn trước màn hình. Bọn họ thấy rõ ràng, con quái thây ma số bốn rõ ràng đang bị kẹt trong khe đá, mặc dù nhe nanh múa vuốt, lại chẳng đi ra được. Cản trở nó, là xương cốt vỡ vụn của của ba con quái xương khô trước đó. Sau khi tiểu quái xương khô ở mai cốt chi địa này bị đánh chết, sẽ lập tức vỡ thành xương vụn, chất đống trên đất như tàn tích. Lúc này ba con quái xương khô bị quân mạc tiếu liên tiếp đánh chết ở tại vị trí đi ra của khe đá, ba bộ xương nằm cùng một chỗ, cũng không cao lắm, nhưng con quái thây ma vụng về kia lại không thể nào vượt qua được, chỉ có thể xoay tròn bên trong. Ngoá nó như vậy cũng được sao, Lưu Hạo nhìn đến ngẩn người, cứ như vậy, bốn con quái mở màn, đỡ phải giết một con, thời gian nhất định có thể tiết kiệm được một chút. Nhưng muốn đánh ra trình độ này, thời gian cần cho thao tác vụn vặt rất nhiều, thời gian không phải giết một quái lại ít, liệu có khi nào sẽ lãng phí hết ở mặt này không? Lưu Hạo đang nghi ngờ vấn đề này, lại nghe được Diệp Tu nói rằng, đây là việc cần làm, nhưng làm một đội phá kỷ lục, chúng ta cần phối hợp để hoàn thành thao tác này trong thời gian ngắn nhất. Anh tính thử rồi, nếu như hợp tác thuận lợi, chúng ta có thể tiết kiệm hơn đội bình thường chừng 10 giây ở đây. 10 giây, nghe sơ qua thì không đáng để mắt, nhưng trong toàn bộ quá trình phá bản, có 6 lần 10 giây như vậy, đó chính là một phút ưu thế. Một phút, nếu như không biết phương pháp này, rất khó tưởng tượng được khoảng thời gian ấy lấy được từ đâu. Ngoại trừ dùng trang bị tốt hơn để nâng cao, sợ rằng đã không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Đáy lòng Lưu Hạo chợt thấy ớn lạnh, gã tin tưởng với phương pháp tương tự vậy tuyệt đối không chỉ dùng ở mỗi chỗ mới vào bản này. Quả nhiên, tiếp đó vẫn dùng phương pháp tương tự hay chút khang khác, nói chung đều cần dùng vài ba thao tác chú trọng chi tiết, nhưng cuối cùng vẫn có thể tránh được những con quái không thể vòng qua được ở đấu pháp cũ. Đấu pháp ban đầu, không chút sai lầm đánh hết bản, Tổng cộng tránh được việc chiến đấu với 12 con tiểu quái. Đấu pháp mới, không chút sai lầm đánh hết bản, tổng cộng tránh được việc chiến đấu với 21 con tiểu quái. Tính một con 10 giây như trước, thì ưu thế chiếm được lên những 1 phút 30 giây. Lưu Hạo trong lòng ngạc nhiên, rồi lại âm thầm đắc ý. Đấu pháp mới tất nhiên có ưu thế đáng sợ hơn, nhưng giờ đã bị mình nhìn thấu hết rồi. Cao thủ chuyên nghiệp như gã, cũng không học từng chi tiết như vẹt, chỉ cần hiểu rõ được ý định. Hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật của mình làm lại y chang. Nhưng bấy giờ gã cũng không cần lo nghĩ việc này nữa, bởi vì sau khi chuyến đi phá bản lần đầu kết thúc, thì ba chuyến phá bản tiếp theo đã bắt đầu luyện tập phối hợp, Lưu Hạo là một trong năm người. Hàn Yên Nhu, lạc hoa này em tới đi, đi bên này, đúng. Bánh bao di chuyển nào, dùng cục gạch đập con kia choáng váng đi. Pháo chống tăng đẩy nó, dùng thập tự trảm tiếp chiêu nào, sau đó tiến lên đâm sầm. Kỹ thuật của Ly Hận Kiếm không tệ nha đối với người mới này, Diệp Tu khen ngợi không ít lần. Đâu có đâu có, đại thần đến lúc phá kỷ lục mang em theo nha Lưu Hạo tích cực yêu cầu. "A, à, em có công hội không?" Diệp Tu hỏi, "Không có, đến lúc đó cần vào công hội đấy, em có phiền không?" Diệp Tu hỏi, à, ra là giúp công hội làm công ạ. À, vậy kiếm được bao nhiêu tiền?" Lưu Hạo ra vẻ bình thường hỏi han, thực ra đang suy tính hiểm ác. Gã biết rõ nhu cầu giúp công hội làm thuê của Diệp Tu nhưng bây giờ hắn mang theo cả một đội. Thế hắn có phân chia thù lao lấy được cho đội không? Nếu chia thì việc chế tác vũ khí bạc của hắn sẽ cực khổ hơn, còn không chia, Lưu Hạo dùng vấn đề này để gây chia rẻ nội bộ. Kết quả Diệp Tu chưa kịp trả lời, bánh bao xâm lấn đã cực kỳ khinh bỉ nói tiền. Muốn tiền gì chứ, đây là lên TV, là vinh quang, ly hận kiếm ông thật không có tiền đồ mà, ông đây đại diện tròm sao bảo bình khinh bỉ chú em. a à, giọng nói Lưu Hạo có chút sợ hãi, nhưng trong lòng tức giận mắng, cái bánh bao ngu ngốc này, có biết mình đang làm không công cho người ta không hả? Tao bảo mà, sao hắn có thể mang một tên ngu ngốc như thế đi theo chứ? Mà hai người còn lại không hề phản ứng với việc này. Phong sợ yên mộc, Lưu Hạo không trông đợi gì, người này 80% là tô mộc tranh, cô ta và Diệp Thu có cùng ý đổ đen tối, việc thù lao nhỏ nhặt này không gây xích mích được. Nhưng cô bé kia thì sao? Sao không có phản ứng gì hết vậy? Rút cuộc là ai? Lưu Hạo không đợi cô bé này phản ứng, lại nghe được Diệp Tu nói rằng, "À, thù lao là có, đều là vật liệu hiếm, chẳng qua toàn mấy món anh cần. Em muốn cái gì, em không cần gì cả, chỉ hỏi chút thôi." Lưu Hạo nói, gã dĩ nhiên không phải muốn gì cả, chỉ muốn nói ra lời này, gieo hạt giống phân chia lợi ích không đều dễ gây mâu thuẫn nhất vào lòng mọi người. Nhưng hiện tại xem ra thất bại rồi, khỏi nói đến Tô Mộc Tranh hư hư thực thực kia, em gái này hoàn toàn không nhận được tín hiệu của việc nọ về phần bánh bao, mẹ nó thằng ngu này. Có điều, ngờ thì ngơ, nếu quả thật muốn khiêu khích với một tên như thế, đây sẽ không phải chuyện khó khăn gì. Mấy vật liệu mà anh yêu cầu với công hội đều là những thứ anh cần, còn những vật khác trong phó bản do mọi người chia nhau, anh không cần, anh nghĩ sẽ không có vấn đề quá lớn đâu ha. Diệp Tu nói, Lưu Hạo nghĩ, vừa rồi đi hai chuyến phó bản, quân mạc tiếu hình như không lấy gì cả, dù là tiểu quái thỉnh thoảng rơi ra trang bị lục, hay là boss dơ trang bị lam, đều trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Nếu như phó bản nào cũng diễn xuất như vậy, đích xác khiến người khác không lời nào để nói. À, không có gì, em tò mò nên tùy tiện hỏi chút thôi. Lưu Hạo vội vàng nói, em cũng có thể gia nhập công hội, mang em theo với, em cũng muốn lên TV. Ừ, đến lúc đó anh sẽ nói lại với công hội bên kia. Dù sao cũng giúp công hội phá, nếu như không có người của công hội bọn họ cũng hơi khó coi, xem ý kiến của họ ra sao, nếu họ không ngại thì thêm em vô. Diệp Tu nói tốt quá, cảm ơn cảm ơn. Lưu Hạo nói theo đội ngũ, gã có thể hoàn toàn tin tưởng nắm giữ đấu pháp kỷ lục bên này. Hơn nữa thân là một thành viên trong đó, có thể làm vài hành vi mờ ám kéo thấp thành tích. Gã vốn đang giả vờ ẩn giấu thực lực, nên lúc đấy hoàn toàn có thể vờ như thực lực có hạn mà miễn cưỡng đối phó. Tới lúc bản thân mình đi phá bản chân chính, thì lại toàn lực bạo phát sau. cứ như vậy, cùng một đấu pháp gã nắm chắc việc mình sẽ phá được thành tích tốt hơn. Dẫu rằng đến lúc ấy mình không thể trở thành một thành viên trong đội, với thực lực kỹ thuật và trình độ phối hợp của một đội toàn tuyển thủ chuyên nghiệp, tin chắc có thể hơn đội ngũ này một cái đầu. Lưu Hạo đã nắm rõ thực lực của đám bên này, quân mạc tiếu của Diệp Thu đương nhiên không còn gì để nói, phong sơ yên một phát huy không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là thành viên trong cùng chiến đội, đã quá quen thuộc một vài thao tác của nhau, nhất là sự ăn ý đến kỳ lạ khi đánh cùng quân mạc tiếu kia, Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, Lưu Hạo cũng đoán chắc người này là Tô Mộc Tranh. Còn hai người khác, với khả năng của Lưu Hạo, gã có thể phát hiện cả hai là người mới từ lâu rồi, lại chẳng biết tại sao lại có thao tác xuất sắc như thế. Nhưng người như vậy dù sao vẫn không thể đánh đồng cùng tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhìn quân Mạc Tiếu trên màn ảnh, Lưu Hạo vừa làm ra thao tác khá miễn cưỡng, vừa lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 117, đánh thuê không chuyên nghiệp, xem ra hắn cũng rất sợ mình, Lưu Hạo cười đắc ý dần không được nghĩ. Gã đã nhìn thấu kế hoạch của Diệp Tu, làm thuê, quét kỷ lục, đổi vật liệu, nâng cấp vũ khí bạc, trình tự chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nếu muốn duy trì chuyện này lâu dài, nhất định phải nắm được thành tích phó bản cao nhất. Điểm này, Diệp Tu hiểu rất rõ, Lưu Hạo cũng rất tường tận. Bản kỷ lục trong rừng rậm băng xương, Lưu Hạo ra tay hai lần chỉ vì biết bên đó là Diệp Tu, cho nên muốn đạp Diệp Thu xuống. Xong bây giờ, gã đã hiểu được tầm quan trọng của kỷ lục, Vậy nên gã càng dốc hết sức mình, chuẩn bị triệu tập năm tuyển thủ chuyên nghiệp đi lập kỷ lục ở Mai Cốt Chi Địa. Diệp Tu bên này vì kỷ lục mà bỏ hết tâm tư suy nghĩ đấu pháp mới, hiển nhiên cũng vì biết đối thủ bên đó là Lưu Hạo, thực lực mạnh mẽ, đánh theo đấu pháp thông thường, ắt sẽ rơi xuống thế yếu như ở Phó Bản rừng rậm băng xương. Đã sớm nói, thời đại của mày đã qua rồi, vẫn là anh đây cao tay hơn. Lưu Hạo tiếp tục theo mọi người đánh bản, cũng không quá để tâm. Dù gì thì đội ngũ chuyên nghiệp gã lập ra hoàn toàn khác biệt với đội trước mặt, cách phối hợp không có khả năng dập khuôn y xì, thứ nên biết gã cũng đã biết, sau này bọn họ vẫn phải luyện tập đôi chút. Có điều bên họ đều là các tuyển thủ chuyên nghiệp, lấy tố chất mà xem, luyện tập phối hợp chắc chắn sẽ không vất vả như đám hỗn tạp Diệp Thu. Chật chật chật, thật sự quá kém. Trong trò chơi, Diệp Tu không ngừng nhắc nhở đường nhu, bánh bao xâm lấn còn có ly hận kiếm chú ý cái này chú ý cái nọ, lưu hạo nghe sướng tai cực kỳ. Trước kia gã cũng không ít lần bị chỉ tay năm ngón như vậy, nhưng vui vẻ thế này lại là lần đầu tiên. Mãi nghĩ, tay lưu hạo trượt một cái, lại thêm một lần dịch chuyển sai, quả nhiên, giọng sốt ruột của Diệp Tu lập tức chuyển tới, ly hận kiếm lùi về hai bước, lệch quá rồi. Ở lưu hạo đáp lời, thầm cười trộm lùi về hai bước. Gã rất có xúc động muốn dứt khoát làm một phát diệt đoàn, nhưng vì kế hoạch lâu dài, vẫn phải cố gắng kiềm xuống, chỉ cần duy trì ở tiêu chuẩn bánh bao là được rồi. Bốn lượt phó bản cuối cùng đã hết, đấu pháp mới do phối hợp quá mức chi tiết đối với loại người khiếm khuyết kinh nghiệm và ý thức như đường nhu và bánh bao xâm lấn chỉ dựa vào học thuộc lòng thì tựa hồ cực kỳ khó khăn lưu hạo kỳ thật đã sớm nằm lòng nhưng phải diễn cho chuẩn bước ra khỏi phó bản vẫn cảm khái liên tục khó quá đi cho nên cần chăm chỉ nữa biết không kết quả lại bị bánh bao xâm lấn giáo huấn ngày mai lại đi diệp tu thở dài hắn cũng không hài lòng hiển nhiên kiểu đấu pháp phức tạp khiến điểm yếu của lính mới như đường nhu và bánh bao xâm lấn bộc lộ ra hoàn toàn. Đi phó bản rừng rậm băng xương không? Lưu Hạo hỏi, tâm tình gã bây giờ vô cùng tốt. Giờ không đi đâu, Diệp Tu nói, ờ ờ, em ao trước, mai gặp. Lưu Hạo chào tạm biệt mọi người xong liền ao, tiện tay gõ nhanh tài khoản của mình, chạy tới phó bản mai cốt chi địa, thừa dịp ký ức còn rõ vội và ôn lại một chút. Dựa theo tổ hợp các chức nghiệp của họ bên này, gã cũng bắt đầu lập kế hoạch có chút phiền phức phải không ở tiệm nét hưng hân đường nhu bưng cốc trả tới quầy trước tìm diệp tu ừ diệp tu thừa nhận luyện thêm mấy ngày nữa đường nhu hỏi thời gian càng dài kỷ lục sẽ không đáng giá diệp tu bất đắc dĩ nói có cách luyện nào khác không đối mặt với khó khăn đường nhu càng vội vã hơn bất kỳ ai chuyện hạn chế bốn lần qua bản một ngày khiến cô thật sự khó chịu có lời này cũng nhắc nhở diệp tu hắn lập tức nhớ tới một chỗ bánh bao bánh bao diệp tu gọi trong game đây bánh bao xâm lấn lên tiếng trả lời tới đây luyện tiếp diệp tu đi hết lần vô phó bản rồi đổi chỗ luyện diệp tu nói ở đâu mộ địa xương khô diệp tu nói mộ địa xương khô phó bản thôn tân thủ đương nhiên không giống với mai cốt tri địa nhưng quả thật có vài chỗ tương tự quan trọng nhất là phó bản này không giới hạn số lần muốn đánh bao nhiêu thì đánh mua đại một thanh vũ khí cấp thấp trong thôn tân thủ chúng ta từ từ luyện Diệp Du vừa gửi tin cho bánh bao xâm lấn, vừa nói với Đường Nhu. Phong sơ yên mộc với ly hận kiếm không online, ba người chạm mặt nhau tại cửa mộ địa, Đường Nhu nói. Không sao, chúng ta luyện trước, Diệp Tu dẫn hai người vào phó bản, bản thân hắn thật ra không có vấn đề gì, quan trọng là phải làm cho những người khác phối hợp thật nhuần nhuyễn. Hiện tại Đường Nhu, bánh bao xâm lấn và ly hận kiếm phạm sơ suốt cả đống, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng đủ để cả đội lỡ bước với kỷ lục. Kết cấu địa hình của mộ địa xương khô khác của Mai Cốt Chi Địa, nhưng cách thức tiểu quái chui từ đất xuất hiện lại rất giống. Hơn nữa tiểu quái ở mộ địa xương khô lại xuất hiện ngẫu nhiên, thường sẽ mô phỏng theo bố cục quái bên Mai Cốt Chi Địa, có thêm phương pháp khống chế quái cao tay của Diệp Tu ở đây, thật sự phỏng theo giống vài ba phần. Ba người cứ vậy ngâm mình cả đêm trong mộ địa xương khô, đường nhu muốn bản thân mạnh lên, nỗ lực trong im lặng, bánh bao xâm lấn lại vô cùng lắm mồm, chốc chốc lại thao thao bất tuyệt, nhưng vẫn tiếp tục gầy cùng hai người tất cả là vì tình yêu, một tình yêu game say đắm của một em gà mờ. Phó bản phải luyện, nhưng cấp bậc cũng không thể kém quá nhiều, vài ngày sau, quân Mạc Tiếu dẫn đầu tiến tới cấp 27. Lam Hà cũng không biết dòm cấp bậc quân Mạc Tiếu tù tì bao nhiêu lần, bên đây vừa lên cấp chưa tới một phút, tin nhắn Lam Hà đã chạy tới, mai cốt chi địa mai cốt chi địa, tôi không tới muộn chứ. Không, Diệp Tu nói, ờ, giờ ông muốn gì? Lam Hà hỏi, vấn đề này cũng cần phải quan tâm. Kiếm quang hấp huyết, Diệp Tu nói, thật khéo, Lam Hà giàn rụa khóc, hả, tôi đang xài kiếm quang hấp huyết, Lam Hà khóc, ông cũng sắp cấp 30 rồi mà. Diệp Tu nói, vũ khí cam đó anh hai, cấp 30 cũng không cần đổi. Lam Hà nói, cho dù là cam thì cũng là cấp thấp, mây bay thôi. Diệp Tu an ủi, còn muốn gì nữa, Lam Hà rất giác ngộ, biết không thể nào chỉ là một thanh kiếm quang hấp huyết đơn giản như vậy. Tám cái đốt xương đi, Diệp Tu nói, đây là vật liệu ẩn rất từ boss ẩn dê hủ cốt ở Mai Cốt Chi Địa. Được, không thể yêu cầu nữa đâu đó Lam Hà trả lời. Ừ, có điều chỗ Mai Cốt Chi Địa hơi khó đánh, lần này tôi định mang luôn một đội 5 người, sau đó vào công hội mấy ông đánh thuê, thế nào? Diệp Tu hỏi, cái này có kỳ quá không? Lam Hà do dự, bây giờ cạnh tranh kỷ lục phó bản rất kịch liệt phải dốc hết toàn lực mới được. Diệp Tu nói, vậy được rồi, Lam Hà suy nghĩ, rốt cuộc vẫn đồng ý. Ngày mai bắt đầu đánh. Được, bên này vừa tán gẫu xong, dạ độ hàn đàm mới lững thững tới, mai cốt chi địa. Làm khê các rồi, Diệp Tu đáp rất ngắn gọn, địch ông 27 lúc nào thế? Dạ độ hàn đàm hỏi, 5 phút trước Diệp Tu nói, ai ai ai, thế chúc ông thành công. Dạ độ hàn đàm tỏ vẻ phong độ, người anh em, lúc này Lam Hà lại gửi tin, thế nào rồi? Diệp Tu trả lời, ông định đánh thuê kỷ lục dài hạn phải không? Lam Hà hỏi, trước mắt thì tính vậy. Diệp Tu nói, nói thế thì, ông cứ mang theo cả một đội như vậy, sợ rằng không kéo dài được lâu đâu nhỉ. Lam Hà nói, Diệp Tu thở dài, chuyện Lam Hà nói làm sao hắn không biết. Tuy sau khi gia nhập công hội thì có thể treo tên công hội trên bảng kỷ lục, nhưng nếu dẫn một đội cố định như hắn, mỗi lần đều là cùng một người, hôm nay mưu đổ bá đạo ngày mai lâm khê các, đánh quá nhiều rồi thì mọi người vừa liếc đã hiểu ngay. Kỷ lục phó bản dỗ thuộc về công hội, Xong đội ngũ là thế nào ai ai cũng biết. Nếu cứ thế mà nhìn, bản kỷ lục này chẳng khác gì bỏ tiền ra mua. Ý nghĩa thể hiện thực lực công hội, tuyên truyền cho công hội của kỷ lục cứ thế mà mất. Diệp Tu ngay từ đầu cũng không định kéo một đội cố định, hắn chỉ định lấy thân phận cá nhân mà trà trộn nơi nơi. Tựa như lần hợp tác trước với bốn người bọn Lam Hà, tự mình chỉ huy đánh ra một đợi sóng xô, với người chơi bình thường đã khó vượt qua lắm rồi. Thân phận cá nhân cũng dễ bị xem nhẹ, thời khắc cuối rời khỏi đội ngũ cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nhưng, vì Lưu Hảo thay ra Vương Triều ra tay, tạo nên kỷ lục cấp chuyên nghiệp khiến Diệp Tu không thể không kéo một đội tinh anh hơn chút ra giải quyết. Trên thực tế, đánh thuê chân chính hẳn phải như Lưu Hạo, cầm tài khoản đối phương đưa cho, không hiển lộ ra thân phận mình. Loại trực tiếp dùng quân mạc tiếu tạo nên tiếng tăm như Diệp Tu đây, đã không còn được tính là kẻ đánh thuê đủ tư cách nữa. Để mai tính, trước mắt vẫn chưa có biện pháp nào khác, nếu không ông anh cứ gia nhập lâu dài vào công hội tuổi tui là được rồi, thù lao toàn bộ sẽ giao đủ, làm đánh thuê chuyên dụng cho công hội tụi tui há. Lam Hà nói ra dã tâm của mình, bán thân luôn đó hả? Diệp Tu cười, ông cũng có tổn thất gì đâu, nếu không còn hứng nữa, ông muốn đi thì đi, ai cũng không ngăn được. Lam Hà nói, chuyện này, để tôi suy nghĩ chút. Diệp Tu nói, được, đợi ông đánh mai cốt chi địa xong chúng ta lại bàn kỹ càng hơn. Lam Hà nói, Diệp Tu cười cười, mai cốt chi địa quả nhiên là một lần đá thử vàng, Lam Hà cũng phải xem thử kỷ lục phá được lần này còn có thể bị ai vượt mặt nữa không. Ngày mai, hết thảy đều trông vào ngày mai. Diệp Tu Yên lặng nghĩ, tiến vào Mai Cốt chi Địa, cùng đội ngũ tiến hành lần luyện tập ngày cuối cùng. Phối hợp đã thành hình, bây giờ chỉ chú trọng chi tiết, mọi chuyện tuyệt đối không được sai sầm, chuyện lập kỷ lục không được phép nửa phần qua loa. Tuy nói từ cấp 27 lên 28 có thể lăn lộn trong Mai Cốt chi Địa rất nhiều ngày, nhưng nếu ôm trực cái suy nghĩ này đi đánh kỷ lục, thì hoàn toàn không thể làm ăn ra trò được. Ở phương diện này, cần là tinh thần của đường nhu, chỉ cần làm, thì cần phải dốc toàn lực làm một cách tốt nhất. Dạng sáng ngày kế, năm người tề tụ tại phó bản Mai Cốt Chi Địa, Diệp Tu nhấn mạnh loại tinh thần này lại lần nữa. Sau đó chạy đi thầm cầu nguyện, cầu rằng lúc đang đánh phó bản sẽ không có vị khách nào gặp vấn đề tới quầy giày. chương 118, phối hợp lơ lửng, bắt đầu phá bản, quân Mạc Tiếu đứng mũi chịu sao, là chủ lực dụ quái lúc đầu vẫn là đấu pháp dụ bốn quái, chẳng qua sau khi quân Mạc Tiếu di chuyển kinh động đến bốn quái xong, Hàn Yên Nhu đã lập tức bắt kịp. Nhanh chóng đến vị trí Diệp Tu chỉ cô, Lạc Hoa trưởng thêm Long Nha đâm xiên lên trời, bốn con quái đồng thời bị đánh bay. Quân Mạc Tiếu vẫn sử dụng thuật phân thân như trước, không hướng đến vị trí kia của Hàn Yên Nhu nữa, mà bay thẳng đến nơi bốn con quái bị văng đến. Phong Sơ Yên Mộc Bánh bao xâm lấn và ly hận kiếm đã sớm xông đến vị trí này vào lúc quân mạc tiếu kinh động đến bốn quái rồi, thuận thế tiếp được quái xong lại hai ba phát lấp quái vào khe đá nọ. Thầy ma là nhét sâu nhất, ba quái xương khô nhét phía trước. Kiếm, mâu, đạn pháo, cục gạch, điên cuồng quan tâm đến chúng. Chưa đợi dây lát tiểu quái phía trước đã ngã trước, quái xương khô số 2 lên đứng đầu. Những kỹ năng có phạm vi công kích đương nhiên đã được sử dụng ở quái xương khô số 1, khi số 2 xuất hiện thì thanh máu cũng chẳng còn đầy, chịu vài trận tấn công xong đành yếu ớt ngã xuống, số 3 lên đầu, nhưng càng yếu ớt hơn, năm người hợp lực chỉ một kích đã biến nó thành đống xương cốt vỡ nát. Ba đống xương vụn xếp chồng một chỗ, thay ma số 4 hé mở chiếc miệng thối giữa và hàm răng nát muốn tiến lên cắn xé, năm người đã chạy trốn mất dạng từ lâu. Đấu pháp mới do Diệp Tu sáng tạo ra, là dựa trên cơ sở chuyển động quái vốn có, tăng thêm nhiều phương án gây mắc kẹt quái. Dưới tình huống bình thường, gây mắc kẹt quái đều vì theo đuổi sự ổn định, theo đuổi một đấu pháp mang tính an toàn, không hề vượt trội trên mặt hiệu suất nhưng diệp tu lại gây kẹt quái tại phó bản mai cốt chi địa còn trực tiếp cho quái kẹt luôn ở đấy không cần giết đương nhiên tiết kiệm được chút thời gian nhưng với một đội theo đuổi kỷ lục phó bản không thể nào từ từ thử nghiệm nhiều lần gây kẹt quái được phải thành công chỉ trong một lần với thời gian ngắn nhất và nhanh nhất như bốn con quái đợt đầu vậy diệp tu dùng một mình quân mạc tiếu là có thể mắc kẹt thành công nhưng lại không nhanh bằng sự phối hợp của cả năm vừa rồi tốc độ gây sát thương càng không bằng sự phối hợp tỉ mỉ hoàn mỹ có lẽ không quá cần thiết để thành công nhưng lại cần cho hiệu suất. Có điều nhất định phải dựa vào một chỗ mới có thể phối hợp thành công, cũng chỉ cần một chỗ đấy. Chỗ này cũng là điểm khó duy nhất trong cả đấu pháp, chỗ mà trong quá trình luyện tập cả năm vẫn hay xuất hiện sai sót, đến nay vẫn chưa thành công hoàn mỹ lần nào cả. Lưu Hạo so sánh đấu pháp mới và cũ, số quái mà đấu pháp mới tránh được là 21 con, nhiều hơn 9 con so với đấu pháp cũ 12 con. Nhưng, chỉ là tiểu quái mà thôi, trên thực tế với đấu pháp Diệp Tu vừa nghiên cứu ra, còn có thể tránh khỏi một con quái lớn. Boss 2, Thay Ma Bailey. Thay Ma Bailey cử động chậm chạp, lực lớn vô cùng, người chơi bị nó chọn ngẫu nhiên sẽ có tỷ lệ bị đánh bay và lây nhiễm virus Thay Ma cực cao, mà bệnh thây Ma này còn lây truyền giữa những người chơi với nhau. Nghe qua thật đáng sợ, nhưng thật ra boss này cũng không khó đánh. Bệnh thây Ma truyền nhiễm không hề nhanh, thương tổn không cao, nếu trong đội có một mục sư hệ thánh ngôn có trang bị kha khá thì vẫn có thể biết rõ được bệnh độc đang ở trên thân ai mà chống đỡ được. Cao thủ hàng đầu thậm chí chẳng cần dẫn mục sư theo như Diệp Tu tự tin rằng sẽ không bị một con boss chậm chạp như thế đánh chúng. Tuy thầy Ma Bailey rất dễ đối phó, nhưng máu khá cao, tốn không ít thời gian cho nó, đội ca kỷ lục cũng chỉ có thể liều mạng tấn công để giảm bớt thời gian với loại quái vật này. Nhưng Diệp Tu lại nghiên cứu ra biện pháp khiến thầy Ma Bailey mắc kẹt luôn. Có điều, phương pháp này rất khó, đến tận giờ, dù đội ngũ từng thành công qua, lại không đạt được kỷ lục thành công chỉ trong một lần. Nhưng một khi thành công, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong tình trạng tấn công của một đội ngũ bình thường, ít nhất cần 2 phút mới có thể đánh bại được thay ma Bailey. Nhưng nếu hoàn được thao tác trên tư tưởng của Diệp Tu chỉ trong một lần, thời gian sẽ không vượt qua 20 giây. Phương pháp siêu khó này thoạt nghe thì khá đơn giản, rằng có một cái động trên vách đá cách đây không xa lắm, đưa thầy Ma Bailey vào động này rồi, nó sẽ không thể nào bỏ ra được. Chỗ khó chính là làm được, cái khe trên vách đá kia cách mặt đất một khoảng cách, cần 5 người dùng kỹ năng trên không tung cao thầy Ma Bailey không ngừng, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đưa vào. Lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm này, 5 người tung chết thầy Ma Bailey mà vẫn không thành công, bởi vì nó quả thực đòi hỏi sự đối phối hợp và thao tác rất cao. Thời gian từng người nhảy lấy đà và ra tay đều phải nối tiếp hoàn hảo chỉ một người làm ra lỗi nhỏ sẽ dẫn đến việc cho vào khe thất bại. Mà những điều này chỉ có thể dựa vào cá nhân, Diệp Tu nhắc cũng không kịp. Làm được việc này trong một lần mới là kỷ lục cực mạnh chân chính. Có điều mọi người quả thực không đặt niềm tin lắm vào việc này lắm. Nhưng dù có mất lần thứ hai hay thứ ba mới thành công, họ vẫn có thể dành được rất nhiều thời gian, là chuyện mà một đội bình thường không thể nào vượt qua được. Lưu Hạo thích chỗ này, có ly hận kiếm của gã ở đây, tuyệt đối sẽ không để đội ngũ Diệp Thu thành công chỉ với một lần duy nhất, bất luận ai cũng có thể sai sót ở đây cả. Mà chỗ khó siêu cao như vậy, đổi đội chuyên nghiệp của gã, muốn hoàn thành chỉ trong một lần cũng không xem là thách thức gì. Mắt thấy thầy ma Bailey sắp đến gần, Lưu Hạo trong lòng âm thầm tính toán. Thầy ma Bailey gần đến rồi, mọi người cố lên, Diệp Tu vẫn còn nói chuyện, cố lên bánh bao sâm lấn hét lớn một tiếng, tranh thủ thành công trong hai lần Diệp Tu nói, thành công trong một lần đường nhu lại càng hà khắc. Diệp Tu cười khổ, sao hắn lại không hy vọng thành công trong một lần chứ? Chỉ tiếc điểm ấy quả thực làm khó người khác rồi. Mọi người chú ý tiểu quái trước mặt thây ma Bailey bị diệt sạch xong, Diệp Tu nói. Mọi người lập tức đứng vào vị trí của mình, bởi vì thây ma Bailey cử động chậm chạp, để tự nó lết đến cạnh vách đá cũng chậm chế biết bao thời gian, vì vậy người chơi cần làm thay, cho nó lăn tới nhanh chút. Bắt đầu quân mạc tiếu của Diệp Tu xông đến dụ quái, đâm xiên lên, đánh ra lạc hoa trưởng, thây ma Bailey bay sang. Hàn Yên Nhu đâm trách ra, thừa lúc thầy ma Bailey đang rơi xuống, tiếp bằng một cái thiên kích, lại một lạc hoa trường. Bánh bao xâm lấn, ly hận kiếm, thi triển bản lĩnh bước lên tiếp sức, thầy ma Bailey từ nãy đến giờ chưa từng đáp xuống đất đã bị đưa tới, cả quá trình trái lại vô cùng đơn giản, đám lành nghề trong thao tác như họ không hề xảy ra bất luận sai lầm gì. Đáng thương cho thầy ma Bailey chỉ là boss số 2. Không giống trại ân băng xương của rừng rậm băng xương còn có mánh khóe giải quyết chiêu trò bị treo lơ lửng liên tục thế này. Người cuối cùng tiếp được là Tô Mộc Tranh, bay lên đá thầy ma Bailey, súng máy hạng nặng bắn liên tiếp, kỹ năng sử dụng chính là BBQ, thầy ma Bailey bị bắn đến máu văng tung tóe giữa trời. Nếu ở đây có thể sử dụng áp súng, thế càng có khả năng giải quyết chỉ với duy nhất một lần. Chỉ tiếc qua nhiều lần Diệp Tu dùng trục yên hà thử nghiệm, vì nguyên nhân hoàn cảnh, chỗ này không thể dùng áp súng đưa thầy ma Bailey thẳng vào khe giữa trời được, góc độ bắn không đủ. Thật đáng tiếc, bởi vậy chỉ có thể sử dụng phương thức phối hợp lơ lửng liên tục giữa cả năm như thế. Kỹ năng BBQ kết thúc, thầy ma Bailey rớt xuống giữa không trung, bánh bao xâm lấn nhanh chóng đuổi tới, đấm ra một cái câu quyền. Thầy ma Bailey lần thứ hai bị tung lên, Diệp Tu lại tiếc nuối khẽ thở dài. Thất bại, bánh bao xâm lấn thất bại rồi, đánh bại trong một lần cũng thất bại. Bởi vì đội ngũ từng dùng những vũ khí rác rưởi luyện tập ở đây nhiều lần, bánh bao xâm lấn ra tay xong rồi tự mình đánh giá, cũng ai giả một tiếng, cậu ta cũng nhận ra rồi. Không ngừng, tiếp tục, Diệp Tu Hô, không thể thành công với một lần, lần thứ hai cũng phải mau chóng bắt kịp. Ly hận kiếm ra tay, tiến lên chém ngược một cái, thay ma Bailey bị chém chúng thì quay cuồng trên không rồi bị đàn hồi ngược lại. Hoàn Mỹ phát huy, có bánh bao xâm lấn sai sót rồi, Lưu Hạo cũng không cố tình gây chuyện nữa, bởi vì gã biết rõ đây không còn là kỷ lục Hoàn Mỹ nữa. Phong sợi yên mộc của tô mộc tranh nhảy lên, đưa ống pháo trong tay ra, dùng kỹ năng trên không bạt kích của bậc thầy pháo súng, thây ma Bailey lại bị tung cao lên. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lúc này cũng đổi tới từ vị trí tiếp ứng vừa rồi, nhảy lên không ra một chiêu thiên kích, mũi mâu vừa hay kề vào thây ma Bailey. lần này không để thây ma Bailey tiếp tục bay nữa, ngừng nó lại trên không. bánh bao xâm lấn vừa mới phạm lỗi đã nhảy cao lên, tiếp đòn công kích của Hàn Yên Nhu bằng một cái câu quyền. thây ma Bailey bay lên lần nữa, đã đạt được độ cao mà một cú nhảy thường không thể chạm đến một bóng người chợt hiện lên vị trí còn cao hơn cả chỗ cao nhất của bánh bao xâm lấn. Quân mạc kiếu, nhảy lên, dẫm đạp vách đá lại nhảy lên tiếp, thao tác thế này có thể khiến nhân vật nhảy lên một độ cao hơn hẳn một bậc. Trước đấy cả bốn chưa từng lỡ tay, thành hay bại phụ thuộc tất cả vào một mình diệp tu. Chiến mâu của quân mạc kiếu vững vàng đưa ra, thay ma Bailey bị đâm trúng mà vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, vừa hay đập được thay ma Bailey vào cái động trên không. Thành công bánh bao xâm lấn kích động kêu to, tiếp tục, đừng sơ suốt phần sau. Giọng nói của Diệp vẫn bình tĩnh như thế, đáp xuống từ không trung, đoàn người tiếp tục một phần ba phó bản sau đấy. Bấy giờ trong lòng Lưu Hạo chợt hối hận, trình độ này, tuy không phải hoàn mỹ, nhưng cách hoàn mỹ không xa lắm. Chỉ tăng thêm khoảng thời gian sai lầm của bánh bao xâm lấn kia. Tăng bao nhiêu, 3 giây hay 4 giây, nhưng đội ngũ của gã có thể thành công trong một lần sau. Lúc trước Lưu Hạo vẫn chắc chắn chuyện này, dù sao bọn họ là đội chuyên nghiệp chân chính. Có điều khi phát hiện tranh lệch có thể chỉ khoảng 3, 4 giây, gã bất chợt lo lắng trong lòng. Không, không hoàn mỹ nào chỉ cách có 3, 4 giây chứ. Toàn phó bản mình đều giữ sức, nếu dồn hết sức phát huy, ít nhất có thể chiếm được tận 15 giây. Lại thêm sự phát huy hoàn mỹ và lưu loát hơn của đội chuyên nghiệp, kỷ lục hẳn sẽ nâng được 30 giây. À, quên mất, còn vũ khí cam nữa, đội ngũ bây giờ của mình sắp có hai món vũ khí cam có thể sử dụng khả năng gây công kích hơn hẳn đội ngũ chỉ mình quân mạc tiếu có vũ khí bạc. Lưu Hạo tỉ mỉ tính toán tất cả ưu thế giữa ta và địch, rốt cục vẫn yên lòng, bỏ kế hoạch cố tình gây sai lầm trong một phần ba còn lại để phá hoại việc lập kỷ lục. Boss cuối của Mai Cốt Chi Địa rốt cục ngã xuống, một phần ba phó bản tiếp đấy phát huy khá hoàn mỹ, thông báo của hệ thống cũng đã hiện ra, chúc mừng người chơi của Lam Khê các quân mạc tiếu, phong sơ yên mộc, bánh bao xâm lấn, hàn yên nhu, ly hận kiếm phá vỡ kỷ lục của phó bản Mai Cốt Chi Địa thành tích 17 phút 22 giây 17. chương 119, đã quên chính sự, thế giới ngỡ ngàng, còn các đại công hội lại khiếp sợ. 17 phút 22 giây 17, mấy tay già đời trong vinh quang lẩm bẩm nhắc lại thành tích này, cũng sắp điên đến nơi rồi. Lại là ghi chép của cả 10 khu, sau khi khu 10 vừa mở, mấy kỷ lục sừng sững bao năm giờ tựa như giấy vụn. Cũng may khu mới nhiều người mới, không hiểu nhiều, nếu là khu cũ, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào cho đây là đại thần nào xuống nhân gian. Có điều dù có là khu 10, sớm muộn cũng gây tranh luận, hiện tại chỉ mới bắt đầu, người khu khác không để ý mấy, hơn nữa đây còn là phó bản cấp thấp, người quan tâm khá ít. Nhưng mà, nội dung tranh luận không hề sai, đại thần quả thực hạ thế rồi. Quá trâu bò, tôi không tin cái kỷ lục này còn có người phá được. Lam Hà gửi tin đến. Ha ha, thế thì không hẳn, Diệp Tu trả lời, má, kỷ lục vậy mà còn phá được tôi ăn bàn phím luôn lam hà nói nói chắc quá đó diệp tu nói tôi cũng không phải người không biết chuyện kỷ lục dữ dội như vậy ông đánh thế nào đó có quay hình lại không lam hà hỏi không có diệp tu nói cha cha mạnh mạnh quá ấy lam hà chỉ mãi khen ngợi thật ra cậu không quan tâm đánh thế nào lắm có kỷ lục là được rồi chỉ là mai cốt chi địa thôi ngay cả lam hà cũng khinh thường việc tốn sức để ý nơi này khoan lui khỏi công hội ông nên suy nghĩ tới đề nghị hôm qua của tôi. Lam Hà vội vàng gửi tới vài câu, lần trước quân Mạc Tiếu đánh xong phó bản liền lui, làm cậu chẳng kịp nói gì. Ừ, Diệp Tu đáp, ông đang ở chỗ nào? Đưa đồ cho ông, Lam Hà nói, báo xong tọa độ, Lam Hà chạy tới, kiếm quang hấp huyết vốn đang cầm trong tay, trực tiếp gỡ xuống, lại giao dịch thêm 8 cái đốt xương cho quân Mạc Tiếu. Mọi người cực khổ rồi, Lam Hà thể hiện sự thân thiện và an ủi với các đồng chí trong đội quân Mạc Tiếu còn tiếp tục không đường nhu hỏi diệp tu vì sai lầm vừa rồi của bánh bao xâm lấn kỷ lục trở nên hơi kém trong mắt đường nhu khiến cô vẫn để ý mãi luyện cấp đi diệp tu nói kỷ lục còn chưa tới cực hạn mà đường nhu nói không kém mấy đâu diệp tu dường như không đồng ý lắm lưu hạo ở bên cười trộm cô nàng này còn muốn đạt cực hạn ư có anh mày ở đây thì cứ mơ đi cái gì là cực hạn tụi bây sẽ mau chóng thấy được thôi sau ba lần đánh phó bản mọi người đánh quái như đang luyện cấp, đương nhiên sẽ không sử dụng đấu pháp thế với boss số 2 thay ma Bailey nữa. Boss là kinh nghiệm, là trang bị, sao đội luyện cấp có thể gây mắc kẹt không thèm đánh chứ? Đánh xong ba phó bản, ly hận kiếm tạm biệt trước, lưu hạo sớm đã lười giết thời gian ở đây rồi. Gã chợt có chút kích động muốn bại lộ thân phận, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, hơn nữa còn làm bộ đánh cho xong ba cái phó bản. Chịu đựng nào, Lưu Hạo cảm thấy mình nên nhẫn nhịn. Sau khi thoát ra, Gã nhanh chóng nghỉ ngơi, mới sáng sớm ngày hôm sau đã tìm Trần Giả Huy lấy tài khoản, lập tức tụ tập hàng ngũ. Phương Trạch và Phương Phong Nhiên là người thay thế bổ sung của câu lạc bộ, tuổi còn trẻ, Trương Gia Hưng cùng thân kiến lại là tay đánh chính của câu lạc bộ, bình thường hay thân thiết với Lưu Hạo. Lưu Hạo đã nói qua với bốn người từ lâu rồi, hơn nữa, mấy ngày đi theo luyện tập cùng Diệp Thu này, gã cũng tìm bốn người họ đánh thử qua, tự cảm thấy không quá khó, thế nên mới tự tin như vậy lúc này gã mới dùng tài khoản thích hợp của trần giả dạ huy vì gã sợ trong quá trình luyện tập lại vô ý phá mất kỷ lục dù sao cả bọn cũng mang đẳng cấp chuyên nghiệp năng lực tiếp thu cao hơn đường nhu và bánh bao xâm lấn rất nhiều lưu hạo nói một lần ai nấy đều biết phải làm gì không giống đường nhu và bánh bao xâm lấn cần diệp tu không ngừng chỉ dẫn kế bên sau đấy mọi người cũng làm quen cực nhanh hôm nay lấy được tài khoản rồi lưu hạo cảm thấy chỉ cần bốn là giải quyết xong cả hiện tại đánh phải không bốn người đều tới phòng huấn luyện đã biết rõ mục đích ừ buổi tối còn thi đấu đó thân kiến nói thi đấu gì lưu hạo hỏi bốn người kinh hãi ngay cả lịch thi đấu mà người làm đội phó như lưu hạo cũng không nhớ ư đêm nay đấu với lam vô a thân kiến nhắc nhở thế à lưu hạo nhìn lịch thi đấu quả nhiên là ngày hôm nay bản thân mình mấy ngày nay đều chơi game ở khu mới thậm chí quên mất chuyện quan trọng gần đây cũng không thèm luyện tập tính lại thử thì suốt ngày đánh với cái bánh bao xâm lấn kia ở đấu trường. Má, nghĩ đến tên kia, Lưu Hạo liền cảm thấy xui kinh. À, vậy chờ tối đấu xong thì hãy phá. Lưu Hạo do dự một chút, vẫn quyết định đặt chuyện quan trọng lên trước. Lúc này lãng phí sức lực vào kỷ lục phó bản Mai Cốt Chi Địa thì quả thực không ổn. Tuy rằng Lưu Hạo rất tự tin, nhưng cũng biết phá được kỷ lục bây giờ là chuyện không dễ, cần tập trung cao độ. Ừ, vậy buổi tối đi, mọi người nhìn Lưu Hạo quyết định xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người phải ra trận đầu tiên như tay đánh chủ lực Trương Gia Hưng và Thân Kiến thì miễn bản rồi, ngay cả hai người không cần ra trận như Vương Trạch và Phương Phong Nhiên, dám chạy đi chơi game vào ngày thi đấu thì cũng bị xem là không tốt, câu lạc bộ mà biết chắc chắn sẽ phê bình. Buổi tối đi bản đồ nào, lúc năm người định rời đi, Lưu Hạo đột nhiên hỏi một câu. Trương Gia Hưng suýt nữa ngã quỷ, vội vã chống bàn. Đội phó thế nhưng đến chuyện buổi tối dùng bản đồ nào cũng không biết, đây rốt cuộc là ngơ cỡ nào á. À. Tối nay là vòng đấu thứ 21 của thi đấu vòng tròn Vinh Quang, chiến đội ra thế sân nhà nghinh đón chiến đội Lam Vũ, tiệm nét hưng hân vẫn chiếu bóng thi đấu như cũ, khách khứa đông nghịt. Chiến đội ba lẻ một độ trước đấy không thể so với Lam Vũ được, điểm của Lam Vũ hiện nay đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, tiến vào trận đấu quý sau không chút lo lắng, là một trong những đội có thể đoạt quán quân so sánh với gia thế đứng thứ hai từ dưới đến lên căn bản một trời một vực gia thế dự định xóa của vùng dậy lần nữa ngay lượt thứ hai đã gặp đối thủ mạnh như vậy đây được xem như một thách thức rất lớn trần quả ngồi ở vị trí quen thuộc của mình diệp tu vẫn dựa vào cửa hút thuốc như trước ngay cả đường nhu đang dấn thân vào sự nghiệp vinh quang cũng cố ý chạy tới nhìn xem giải đấu chuyên nghiệp tượng trưng cho trình độ cao nhất trong vinh quang trận đấu gồm thi đấu cá nhân tổ đội lôi đài thi đấu đoàn đội như cũ Vòng này ra thế nắm quyền sân nhà, dựa vào lợi thế bản đồ mà dáng đòn phủ đầu, ba trận cá nhân thắng hai trận, tại tiệm nét hưng hân sôi nổi hẳn lên. Tiếp theo là tổ đội lôi đài, Lam vũ sẽ không quá kiêng rẻ tôn tường và nhất diệp chi thu như 301. Tuyển thủ át chủ bài của Lam Vũ Hoàng Thiếu Thiên, kỹ thuật không hề thua kém tôn tường, bàn về kinh nghiệm còn muốn hơn cả tôn tường. Mà tài khoản kiếm thánh giả vũ thanh phiền của hắn đủ để sánh vai cùng đấu thần nhất diệp chi thu. Vòng lôi đài này hai bên đều sắp xếp cho tuyển thủ át chủ bài ra trận cuối cùng để chấn áp trận, ra thế dựa vào ưu thế bản đồ mà mở đầu rất tuyệt, đang vào thế dẫn đầu, nhưng đến khi Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ lên sàn, tình thế chợt nghịch chuyển. Sau khi kiếm bổ chết tuyển thủ số 2 của gia thế, hắn mang theo 4 phần 5 thanh máu nghênh chiến tôn tường và nhất diệp chi thu, rốt cuộc vẫn giành được thắng lợi, tổ đội lôi đài Lam Vũ lấy được 2 điểm, tiệm nét hưng hân đầy tiếng bi ai. Hai bên đều phát huy rất tốt trong trận thi đấu lôi đài này, nhưng cuối cùng vẫn là kỹ thuật của hoàng thiếu thiên cao hơn một bậc nắm chặt mọi cơ hội trong tay trong lúc phát sóng lại những cảnh đặc sắc của tổ đội lôi đài mc và khách mời đưa ra lời bình cuối cùng là trận chiến đoàn đội ra thế vừa vào trận lại chiếm chủ động tình hình rất tốt người xem tại tiệm nét lại vui mừng ây ra xảy ra một sai lầm sai lầm này quá nghiêm trọng mc bỗng nhiên kêu ừ tinh thần của lưu hạo hôm nay rất kém a à, khách mời cũng giải thích anh ấy cũng thua ở trận đấu cá nhân đầu tiên mc bảo nhưng sai lầm vừa nãy lại càng không nên có lưu hạo hôm nay không có tinh thần gì cả khách mời liên tục lắc đầu lời còn chưa dứt lại phạm lỗi nữa thao tác này ạc à, mc rõ ràng không biết nói gì tìm không được từ thích hợp để hình dung làm một tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác này hơi nghiệp dư rồi khách mời lịch sử phê bình một chút tình thế bị nghịch chuyển rồi sơ hở như vậy sao hoàng thiếu thiên bỏ qua được chứ một chiêu ảo ảnh vô hình kiếm quá đẹp mắt chiêu ảo ảnh vô hình kiếm tuyệt vời này sử dụng rất đúng lúc. Khách mời kêu lên, tình thế bây giờ của tôn tường không tồi, có điều kém ngoan độc so với Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng chúng ta vẫn có thể chờ mong sự trưởng thành của cậu ta. Trận đấu này, hơi đáng tiếc cho ra thế rồi. Ừ, hiện tại xem ra, trừ phi phía Lam Vũ xuất hiện những sai sót to lớn liên tiếp như Lưu Hạo. Khách mời nói, ạc, à, MC lại chẳng biết nói gì, hiển nhiên không quá tin tưởng vào khả năng này. Được rồi, kết thúc trận đấu, bên thắng là Lam Vũ. Cuối cùng, MC tuyên bố chấm dứt. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Khách mời vẫn vì ra thế mà thở dài. Cả tiệm nét hưng hân im lặng. Một lát sau, rốt cục vang lên một tiếng chửi bới. Tại tiệm nét hưng hân giờ khác này, đồng chí Lưu Hạo chính là đệ nhất vinh quang chẳng ai địch nổi. Có được cách đối xử không hề tầm thường. Nhận được lời thăm hỏi ân cần của fan vinh quang từ già trẻ lớn bé. Phạm lỗi thế này, đủ cho đa số fan cuồng mất đi lý trí, đã có người ra khỏi cửa nhặt gạch để chuẩn bị đi kháng nghỉ câu lạc bộ ra thế nằm ở đối diện rồi. Móa, tên ngốc này, ngay cả Trần Quả cũng chịu không được mà khinh bỉ, lúc này đây ai cũng chán ghét lưu hạo, cả fan trung thành nhất của gã cũng cảm thấy xấu hổ để đi giải thích, sai lầm này thật sự quá nghiêm trọng. Diệp Tu vẫn đứng hít hà khói thuốc bên cửa, không nói tiếng nào nhìn quần chúng hùng hổ ra khỏi cửa, không ít người thật sự chạy đến câu lạc bộ ra thế gào thét kháng nghị. Câu lạc bộ ra thế, sau khi trận đấu kết thúc, tuyển thủ đều yên lặng đứng ở phòng nghỉ, không ai nói chuyện. Nét mặt tôn tường tái nhợt, giữ tận chừng lưu hạo vài lần, đóng sầm cửa đi mất. Những người khác cũng mắt to chừng mắt nhỏ, len lén quan sát vẻ mặt của lưu hạo. Mặt lưu hạo cũng trắng bệch, gã đương nhiên biết rõ sai lầm của bản thân rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn biết vì sao bản thân lại phạm lỗi nặng nề như vậy. Mấy ngày này, gã thật sự không hề tập trung lực chú ý vào đấy, tiêu hao quá nhiều tinh thần vào nhân vật cuồng kiếm sĩ hơn cấp 20 kia, Thế nên trận đấu liền kề khiến gã chưa kịp điều chỉnh tốt trạng thái. Dẫn đến chuyện mang theo trạng thái khi đánh với bánh bao xâm lấn tại đấu trường và khi đánh ở phó bản Mai Cốt chi địa đi đánh ở trận đấu chuyên nghiệp, có thể đánh tốt mới là lạ. Lưu đội, phó bản kia còn đánh không? Thân Kiến chuẩn bị rời đi, đi ngang qua Lưu Hạo mới nhẹ giọng hỏi thử. "Đánh?" Giọng điệu của Lưu Hạo vừa ngoan độc lại vừa kiên quyết, nếu không đánh tiếp, nỗi bực dọc trong lòng càng không thể nào nguôi ngoai. Chương 120, mình do ai dạy dỗ? Khách tại tiệm nét hưng hân phần lớn đã rời đi, lần này không thể so với lần trước, tuy rằng cuối cùng chỉ lấy được 3 điểm, nhưng thi đấu tổ đội lôi đài một trọi ba lại khiến mọi người thật hưng phấn, ôm nhiều hy vọng. Lần này, chờ mắt nhìn khả năng chiến thắng trong tầm tay lại bị hủy vì sai lầm không đáng có, chẳng có ai còn tâm tình chơi game nữa, ào ào rời đi. Tiệm lập tức trở nên im ắng rất nhiều, trần quả cũng tối tăm mặt mày mà chỉ huy nhân viên công tác thu dọn quét tước. Đường nhu không có cảm xúc gì, Ai thua ai thắng cũng chẳng sao, nhưng thấy Trần quả không vui vẻ, liên tục cạnh rỗ dành cô nàng. Hai người đẹp trâu đầu thì thầm to nhỏ, chờ thu thập xong mọi thứ trong tiệp, tâm tình của Trần quả cũng trở nên tốt hơn. Sau khi bày tỏ sự quan tâm với tổ hai người có ý định thâu đêm thì quay về phòng ngủ. Bao giờ có thể đi phá kỷ lục nữa? Đường nhu hỏi Diệp Tu. Loại chuyện phá kỷ lục này khiến cô cảm thấy rất hứng thú. Cô thích mấy thứ khiêu chiến như vậy. Đêm nay đi, Diệp Tu nói. Đêm nay, phó bản gì? Đường Nhu nghi hoặc, Mai Cốt Chi Địa, Diệp Tu nói, phó bản Mai Cốt Chi Địa kia, không phải anh bảo nó không kém cực hạn lắm sao? Đường Nhu không hiểu, hôm qua không kém lắm, hôm nay ai mà biết được? Diệp Tu cười nói, lúc này đã hơn 11 giờ, nhân viên thu dọn quét thước xong đều đi về, khách không online cả đêm cũng giải tán hơn nửa. Trong tiệm ngoại trừ tiếng bàn phím và chuột thì đầy những tiếng giao lưu của người chơi vinh quang, có cười, có mắng. Bất thình linh một tiếng kêu sợ hãi chợt truyền ra từ góc nào đấy, bà mẹ nó, kỷ lục phó bản lại bị phá, khu 10 toàn thứ gì vậy. Đường Nhu nghe xong giật mình, nhìn sang Diệp Tu, tiếng thét này gây chấn động đến không ít người, vài người tại khu 10 đều bàn tán chuyện này, có người nói với bạn trong game, có người lại nói với người chơi cùng tiệm nét. Đường Nhu chạy một vòng đi điều tra xong, trở về nói với Diệp Tu, là kỷ lục của Mai Cốt Chi Địa, lại là gia vương chiều kia. Ồ, tăng bao nhiêu, 16 phút 56 giây 78. Đường Nhu khá nhạy cảm với kỷ lục, xem qua liền nhớ kỹ. "Ồ, oh, không tệ." Diệp Tu nói. "Làm sao đây?" Đường Nhu hỏi. "Buổi tối lại đi." Diệp Tu nói. "Có điều, hơn 20 giây lận, chúng ta phải làm thế nào?" Đường Nhu chỉ biết kỷ lục của họ có sự sai sót của bánh bao xâm lấn. Chỉ cần không có lỗi đó, kỷ lục nhiều lắm cũng sớm được 3 4 giây. Lúc này phải nhanh hơn những 20 giây, Đường Nhu thực sự không biết phải tăng từ chỗ nào. "Yên tâm đi." Diệp Tu lại giống như rất chắc chắn. Đường Nhu đang chuẩn bị hỏi lại, chợt thấy ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng người, hai tay đút vào chiếc áo liền mũ, đầu trốn trong mũ, cả người tựa như hận không thể co nhỏ thành một cục, hết nhìn đông lại nhìn tây vụng trộm đi về phía tiệm nét, dáng vẻ trông cực giống nhân viên gây án đang lẫn trốn. Đường Nhu vội vã ngừng nói, nhắc nhở Diệp Tu chú ý người này. Kết quả ánh mắt của cô vừa ngó sang, người kia vừa nhìn thấy đã xoay đầu bỏ chạy. Tên nào đấy, lá gan của đường nhu ngược lại rất to, đuổi theo Ray tận cửa nhìn quanh, chỉ thấy tên kia đã chạy xa rồi còn quay đầu lại nhìn, vừa thấy Đường Nhu lao ra, lại vội vã xoay đầu bỏ chạy. "Khụ, xảy ra chuyện gì?" Diệp Tu hỏi, "Tên kia trông quái đản quá." Đường Nhu nói, "Chạy rồi hả? Ừ, vậy đừng để ý nữa, em lên chơi đi, gọi cả bánh bao luôn." "Vâng." Đường Nhu lên tiếng trả lời, tới chỗ cô hay ngồi chơi suốt đêm. Diệp Tu tiếp tục ngồi trước quầy, chưa tiến vào trò chơi, dường như đang chờ đợi điều gì sau một hồi lâu phần tử khả nghi mặc áo liền mũ lại quanh quẩn bên cửa mãi đến khi nhìn thấy diệp tu đang ngồi ở quầy gật đầu với mình xong mới thở phào đi đến nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác như trước chôn đầu thật sâu trong đống quần áo lấm la lấm lét đi đến quầy có mình chú hả diệp tu hỏi lẽ nào tôi kéo cả đội tới người tới bảo lén la lén lút cứ như ăn trộm diệp tu nói có thể không cẩn thận sao đây chính là tiệm nét đó nguy hiểm vô cùng tôi cũng không giống anh phen tôi nhiều lắm đó anh xem nãy xém chút có người nhận ra cũng may mà tôi trốn nhanh người tới nói thôi đi bố cô bé kia là người trong tiệm nét anh thấy chú giống trộm mới chú ý chú thôi cứ biểu hiện bình thường chút người ta vốn cũng chẳng biết chú diệp tu nói thiệt hay giả người tới hoài nghi anh kêu cô ấy lại đây há được rồi được rồi nhỏ giọng chút coi người tới nói máy một khu a khu đó không có người chú đến đó ngồi đi diệp tu nói còn anh người tới hỏi anh phải ở chỗ này a à? trực ca đêm diệp tu nói cần gì phải tự làm khổ mình như thế với trình độ của ông anh giải nghệ rồi cũng không hẳn sẽ lưu lạc đến đây đâu nhỉ hơn nữa sao anh đột nhiên giải nghệ thế người tới nghi hoặc trước giúp anh đoạt kỷ lục đã rồi nói sau diệp tu nói tiên sư giá trị của tôi cũng phải hơn trăm ngàn một trận đấu lại đi giúp người ta phá kỷ lục của mai cốt tri địa không được nói ra ngoài nói ra tôi giết anh đấy người tới hùng hổ trách móc, máy một khu A, ở bên kia, Diệp Tu chỉ chỗ, làm chút đồ ăn coi, tôi còn chưa ăn khuya đó. Người tới nói, đến đây đến đây, cầm bao cải bẹ gặm đỡ đi. Diệp Tu ném tới một bao cải bẹ, ngóa mày, người nọ một phát liền hất bao cải về. Xúc xích, Diệp Tu hỏi, thôi khỏi luôn đi, người nọ cũng không hy vọng được gì, xoay người tới khu A tìm máy. Ban đêm khu náo nhiệt nhất thường là khu hút thuốc, đa số khách không hút thuốc đều sắp xếp vào khu 100, khu A thường không mở vào buổi tối, lúc này ngay cả đèn cũng tắt. Sau khi người nọ chạy tới, tôi đến chả thấy nổi số máy, lại hùng hổ chạy về trách móc Diệp Tu một trận. Diệp Tu lấy ra đèn pin rồi đi tìm máy cho hắn ta. Người nọ sau khi ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, thật sự không có ai, cảm thấy an tâm hẳn, người nọ vươn cổ ra, không núp núp như cũ nữa. Máy vi tính mở, chiếu sáng khuôn mặt người nọ, nếu có bất kỳ fan vinh quang nào nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn sẽ nhận ra hắn ta ngay, kiếm khách đứng đầu vinh quang, Hoàng Thiếu Thiên. Quẹt thẻ, đăng nhập vào game rõ ràng là khu 10, là một tài khoản cấp 27, sau khi thêm bạn tốt với quân Mạc Tiếu, tiếp tục không ngừng trách móc, giúp anh đánh kỷ lục thì thôi đi, ngay cả tài khoản của không có, còn bắt tôi tự làm. Kiếm một tài khoản không phải chuyện rất nhẹ nhàng với chú à, Diệp Tu nhắn lại. Kiếm khách cấp 27, dùng xong liền vô dụng, không thể lưu lại chứng cứ, mất mặt, quá mất mặt. Hoàng Thiếu Thiên gửi tin sang, chú chơi một mình trước đi, bên tụi anh hết số lần rồi, 12 giờ gọi chú ngay, Diệp Tu nói. Chơi, chơi cái khỉ gì hả? Hoàng Thiếu Thiên trả lời, kết quả lần này Diệp Tu không để ý đến hắn, Hoàng Thiếu Thiên lấy tiểu kiếm khách cấp 27 của mình đi đông dạo Tây một hồi cũng chẳng biết làm gì, nhìn thử bảng kỷ lục của khu mới, thế nhưng cũng bị kinh ngạc hồi lâu. Dừng dậm băng xương thì cũng thôi đi, cái mai cốt chi địa kia quá dữ rồi. Thành tích này, đội chủ lực của Lam Vũ như họ cũng chưa chắc làm được. Vội vã gửi tin sang cơ quân Mạc Tiếu bên kia, má nó, làm sao ra được cái kỷ lục này hả? Sao lại cao như vậy? Đấu pháp mới, Diệp Tu trả lời. Đấu pháp mới, đấu pháp mới gì? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, đấu pháp mới của phó bản Mai Cốt Chi Địa. Cái thứ này còn có đấu pháp mới hả? Đứa nào lại dừng mỡ đến mức đi nghiên cứu đấu pháp của phó bản này? Ha 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 ha, không phải là ông anh đó chứ? Anh hoàn toàn hỏng rồi. Chạy đến khu mới đoạt kỷ lục, còn nghiên cứu đấu pháp mới Ông anh ăn no rừng mớ quá chớ gì Chú nói nhiều quá, ai ai ai, tôi ở chỗ này có an toàn không đó Liệu có còn ai đến không hả Hiện tại không sợ bị người nhận ra đã đến đây Chỉ sợ nếu bị người phát hiện ở đây đánh bản mai cốt chi địa Sau này truyền ra rồi tôi còn tung hoành thế nào hả Hoàng Thiếu Thiên gửi tin vẫn rất nhanh Cao thủ chuyên nghiệp, tốc độ tay vượt xa tốc độ miệng Dùng tin tức tán gấu còn nhanh hơn nói trực tiếp Kết quả Diệp Tu lại không hề để ý tới, Diệp Tu cũng đang bận đây. Vừa mới online, Lam Hà đã gửi tin sang bày tỏ sự khó hiểu của mình với kỷ lục mới. Cậu ta thực sự không thể tưởng tượng được một cái kỷ lục siêu nhân như vậy, sao còn có thể bị vượt trên những 20 giây. Còn có thể đoạt lại, quân Mạc Tiếu trả lời, càng khiến cho Lam Hà trở nên tan vỡ, sao thế được, cái này còn tăng lên được ư. Ở nơi khác, Lưu Hạo khó khăn đợi được quân Mạc Tiếu online, lúc này lại cầm ly hận kiếm tiếp tục giả vờ, âm thầm kiềm nén hưng phấn trong lòng gửi tin sang cho quân mạc tiếu đại thần kỷ lục bị phá rồi anh đã thấy chưa thấy rồi kỷ lục của chúng ta không phải đã rất cao sao sao còn có thể bị phá được chứ em không biết sao em không biết bởi vì em không dùng hết sức đó lưu hạo ngẩn ra trong nháy mắt gã như bị điện giật tê giải từ đầu ngón tay đến tận ra đầu em đã dùng hết sức rồi lưu hạo thực miễn cưỡng đánh ra dòng này ha ha dùng cuồng kiếm sĩ che giấu chút thực lực thì anh không nhận ra sao. Lưu Hạo, chú em quên mất mình do ai dạy dỗ nên ư. Mẹ kiếp, nát, bàn phím vừa mới thay không bao lâu lại bị gãy nát, mà chỗ gãy lại là chân chống bàn phím, đồng thời Giang Lưu Hạo cũng xém chút nát luôn. Gã hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật, hao tâm tốn sức, giả vờ giả vịt, điên cuồng luyện cái ớt nhỏ rác rưởi mới 24 kia lên đến 27, khiến cho tinh thần hoảng hốt mà thua trận đấu chính thức. Vốn chờ mong khoảnh khắc mình tự bại lộ thân phận, chờ mong Diệp Thu ngạc nhiên và phẫn nộ, chờ mong dẫm đạp người này dưới chân, vĩnh viễn không thể chờ mình. Nhưng kết quả thì, hắn đã biết từ sớm phải không? Biết lúc nào, làm sao biết, Lưu Hạo rất muốn biết, nhưng không thể hỏi được, tin quân Mạc Tiếu gửi đến chỉ có nhiêu đấy, không có đoạn sau. Nhưng, thế thì sao, hắn sẽ tăng kỷ lục của phó bản kia như thế nào chứ? Hắn còn có đấu pháp nào có thể đẩy nhanh thời gian đánh phó bản lên ư? Lưu Hạo lại cảm thấy không thể, gã cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, với một phó bản nhỏ, gã có đủ công lực để nghiên cứu, chẳng qua gã không làm mà thôi. Đấu pháp mới này, theo gã đã là cực hạn, gã không phát được chỗ nào có thể biến hóa chiến thuật nữa. Có thể đẩy nhanh thì ngoại trừ kỹ thuật chính là trang bị. Trang bị, dưới điều kiện của khu mới, không phải chỉ một hai ngày là có thể nâng cao được. Về phần kỹ thuật, đội chuyên nghiệp của Lưu Hạo đã phát huy đến cực hạn rồi đó. Tựa như thầy Ma Bailey cũng thành công trong một lần, giả sử như Diệp Thu có thể làm lại phát huy của họ cũng chỉ là cục diện không hơn không kém, hắn lấy tự tin gì mà chắc chắn vượt qua được kỷ lục này chứ. chương 121, Tài năng, dạng sáng tiếng chuông vang lên, Lưu Hạo vẫn ngồi trước máy tính như khúc gỗ, không động đậy không nói gì, tin tức mà quân Mạc Tiếu gửi sang vẫn còn đấy. Hắn còn có thể phá kỷ lục này thế nào nữa? Trong đầu Lưu Hạo chỉ còn một câu hỏi như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, lại mãi không nghĩ ra. Bên tiệm nét hưng hân, vừa mới dạng sáng, Diệp Tu liền gọi Hoàng Thiếu Thiên một tiếng, chú theo anh đánh một lần trước đã, anh nói cách đánh cho chú. Lẹ lên, Hoàng Thiếu Thiên nhàm chán đã nửa ngày, bên ngoài mai cốt chi địa, quân mạc tiếu, phong sơ yên mộc, hàn yên nhu, bánh bao xâm lấn, còn có tiểu kiếm khách cấp 27 của Hoàng Thiếu Thiên, lưu mộc. Chú dùng kiếm này trước đi, Diệp Tu chọn lưu mộc tiến hành giao dịch, bỏ kiếm quang hấp huyết hôm qua vừa lấy được từ chỗ Lam Hà lên. Thứ đổ bỏ, Hoàng Thiếu Thiên làm nhảm nhận món vũ khí cam cấp 25 này. Ở trong mắt loại đại thần đứng đầu giới chuyên nghiệp như hắn, vũ khí cam trả là gì, huống chi còn mới cấp 25, đương nhiên là thứ đổ bỏ rồi. Bớt nói nhảm đi, mau vào đội. Diệp Tu gửi lời mời sang, Lưu Mộc gia nhập đội ngũ. Xuất phát, Diệp Tu tuyên bố, quân mạc tiếu vào phó bản, Lưu Mộc đi ở phía sau. Ba người khác thì ngẩn ra, họ chưa kịp có phản ứng khi Lưu Mộc gia nhập, cả đám còn đang chờ ly hận kiếm xuất hiện đây. Có người mới, lần này chủ yếu để người mới biết rõ đấu pháp thôi. Năm người vào phó bản, Diệp Tu bắt đầu nói. Ly hận kiếm đâu, bánh bao xâm lấn rất nghĩa khí, quan tâm tới cậu bạn tốt đã tặng mình không ít điểm thưởng trong đấu trường này, tôi gửi tin mà sao cậu ta không trả lời nhỉ. Cậu ta có tâm sự, không tới được. Diệp Tu nói, thật là, không có tiền đồ gì cả. Bánh bao xâm lấn khinh bỉ, bắt đầu đi, để tôi xem đấu pháp mới của ông anh là gì. Hoàng Thiếu Thiên dứt lời, khiến người ta nghe xong liền biết người này rất thân thiết với Diệp Tu. Ai đây, Tô Mộc Tranh hỏi, Thiếu Thiên, Diệp Tu nói, Ngoá, đừng bại lộ thân phận của tôi. Hoàng Thiếu Thiên nóng nảy, chú kêu cái gì, có ai quen biết chú đâu. Diệp Tu nói điều này là nói cho Tô Mộc Tranh, hắn dám khẳng định Đường Nhu và bánh bao xâm lấn không hề biết tên này là ai. Quả nhiên Đường Nhu thản nhiên nói một câu, ồ, bạn của anh à. Ừ, Diệp Tu trả lời, không cho bại lộ thân phận, thích thần bí nha, tròm sao thần nông nhỉ. Bánh bao xâm lấn nói, chắc là vậy, Diệp Tu nói, vô sỉ, anh mày cung sư tử. Hoàng Thiếu Thiên nói, bánh bao xâm lấn bắt đầu hát hò, chiếc đuôi của tháng 7, bạn là cung sư tử, khúc dạo đầu tháng 8, bạn là cung sư tử. Đậu ngó Hoàng Thiếu Thiên kêu, bánh bao xâm lấn vẫn còn tiếp tục, khi gặp nhau, nếu đấy là một bất ngờ, khi chia xa, lại là sự bất ngờ đầy tiếc nuối, cuối cùng hỏi câu, đúng không? Đúng cái gì chứ? Hoàng Thiếu Thiên phát điên lên, hát hay lắm, phong sơ yên mộc mờ mịt vỗ tay, Bánh bao xâm lấn mừng rỡ, tôi lại hát thêm đoạn nữa cho mọi người nhé. Được rồi bánh bao, tôi muốn nói về phó bản, tí nữa rảnh ông lại hát sau. Diệp tu lên tiếng, được rồi bánh bao xâm lấn đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhìn đấy Diệp tu bắt đầu điều khiển quân mặc tiếu, làm như lúc đầu thực hành cho mọi người xem. Hoàng Thiếu Thiên không hổ là kẻ nói nhiều có tiếng trong giới chuyên nghiệp, từ lúc Diệp Tu bắt đầu thao tác đã tuôn một chàng, à, ảnh phân thân đi không tệ. Lạc hoa trưởng, mệ kiếp, rốt cuộc ông anh thuộc chức nghiệp gì hả? Tán nhân, anh muốn làm gì ai anh thay vũ khí thế nào đấy, là thay nhỉ? Có thay đổi phải không? Mọi người thấy không, vũ khí của hắn ta vừa đổi nữa kia, anh ồn ào chết được. Tô Mộc Tranh hô, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên đoán được phong sơ yên mộc là Tô Mộc Tranh, mở miệng cười hề hề hai tiếng rồi đến gần phong sơ yên mộc nhỏ giọng nói, buổi tối em đánh rất tốt, thua không trách em, toàn bộ trách tên lưu hạo quái dị ngu ngốc kia. Ôi nơi này có vết nứt kia. Hoàng Thiếu Thiên đang nói thì nhìn thấy quân mạc tiếu nhét bốn tiểu quái vào khe đá, vội vàng chuyển góc nhìn qua lại bắt đầu tường thuật hiện trường như MC. Ông anh muốn làm gì? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, nhét ba tiểu quái xương khô ở trước cửa khe, thay ma ở bên trong không ra được. Diệp Tu nói, thế đó hả? Hoàng Thiếu Thiên nói xong, tiểu kiếm khách lưu mộc của hắn đã vọt lên, còn đang chạy đã thấy kiếm quang chợt lóe, một chiêu rút đao chảm chuẩn xác bổ vào em xương khô ngoài cùng nhất, tiếp đấy xông lên trước, kỹ năng cũng không dùng, chỉ dùng công kích thường đâm, chém, gọt, bổ, hất. Nhưng chính những công kích bình thường này khiến đường kiếm của Lưu Mộc rực rỡ lưu loát không giống người thường. Thứ khác đường nhu không nhìn ra được, nhưng về thao tác lại có chút hiểu, chỉ chốc lát liền phát hiện thao tác của người này khá thành thạo, mỗi một chiêu đều rất nhanh và chính xác, tựa như một cổ máy tỉ mỉ. Người này lợi hại quá, hàn yên nhu đường nhu đến gần phong sơ yên mộc bảo. Ừ tô mộc tranh nói, tôi cũng tới đây, bánh bao sâm lấn lại giống như không nhìn ra gì hết, Hét lớn một tiếng cũng vọt lên trợ giúp, chỉ một lát xương khô số một đã ngã xuống, Diệp Tu nói phải trồng chất chúng, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên biết rõ nên làm gì. Phối hợp lẫn nhau đem số 2, số 3 đánh ngã, ba bộ xương chất đống, Hoàng Thiếu Thiên thấy con thây ma kia quả nhiên cào cấu vớ vẩn ở bên trong, ôi quả thực không ra được à. Ông anh đúng rồi, vậy mà còn có trò thế này, nếu tiếp tục sẽ tiết kiệm ít nhất 10 giây nhỉ. Ừ Diệp Tu nói, một truyền tổng cộng bớt được mấy con, 9 con, Diệp Tu nói. Chín con, một phút dưới, thời gian này không đúng á kỷ lục phó bản hiện tại không chỉ giành được nhiêu đó, còn chỗ nào nữa? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, đây là sức phán đoán của những đại thần hàng đầu chuyên nghiệp, từ thời gian đã đoán ra chỉ trông cậy vào biện pháp này, một đội ngũ chuyên nghiệp cũng không thể xuất hiện kỷ lục cao như vậy. Còn có thể kẹt chết boss số 2, Diệp Tu nói, con đó cũng có thể kẹt hả, kẹt thế nào, mau mau, xem cái nào. Hoàng Thiếu Thiên nói xong điều khiển Lưu Mộc là người đầu tiên xông lên, chạy không được vài bước lại dừng lại, xoay xoay hai vòng tại chỗ mới hỏi, chỗ này đánh sao đây. Nhìn A Diệp Tu cũng không cười nhạo hắn, có là đại thần hàng đầu cũng chỉ nhớ sơ sơ mai cốt chi địa, rất nhiều chi tiết cụ thể đã sớm lẫn lộn, ngay cả Diệp Tu cũng phải chạy xem hướng dẫn ở phó bản thôn tân thủ. Làm mẫu suốt đường đi, dần dần tới chỗ boss thứ hai, Đường Nhu chú ý thời gian, tên này vừa học vừa đánh mà tốc độ vẫn nhanh đến thế, nếu chính thức phá bản, toàn bộ quá trình đuổi theo mục tiêu 20 giây kia không thành vấn đề nhưng phối hợp chỗ boss số 2 vẫn là một sự phiền toái lớn. Ở đây đánh như vậy, Diệp Tu đến chỗ vách đá kia, vừa nói vừa nhảy lên, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên ở nơi này nhìn trái nhìn phải nhảy thử, cuối cùng đáp quả thực, chỉ có thể như vậy. Hàn Yên như em đi dụ quái đi, Diệp Tu chỉ thị, em đi, em đi một hồi sẽ không kịp trở về, em không có thuật phân thân đường nhu nói. Không cần em về gấp, em đưa quái tới đây là được, chỗ này có đấu pháp khác. Diệp Tu cười nói, đấu pháp gì, Đường nhu hỏi, anh thu hình lại rồi chút cho em xem sau. Diệp tu nói, trong thời gian Hàn yên nhu dụ quái sẽ quay về không kịp, cơ bản liền không nhìn thấy toàn cảnh bên này. Vâng, đường nhu đáp, cũng không nhiều lời, chạy đi dụ thầy ma Bailey, treo nó lơ lửng rồi nổ qua đây. Người tiếp thứ hai là bánh bao xâm lấn, thao tác không tồi, cho thầy ma Bailey đang ở trên không một cái tập kích gối trên lưng. Sau đó là tô mộc tranh, một cái pháo chống tăng nâng thầy ma Bailey lên con boss đáng thương cứ bị thay phiên nhau dùng sức mà bay thẳng lên cao, một đường kiếm quang đột nhiên lóe ra, nắm bắt góc độ và thời cơ hoàn hảo. Thây ma Bailey động lượng 10 phần này bị rút đao chảm đánh chúng xong đã bị triệt bớt hai phần, bất chợt khựng lại trên không trung. Lưu Mộc đã sớm bước lên, một cái xiên lên lại tung thầy ma Bailey lên cao. Bên kia, quân mạc tiếu của Diệp Tu đã đạp lên vách đá nhảy cao hơn nữa, nâng gối giữa không trung kéo thầy ma tới trước mặt mình. Ô Thiên Cơ bắn ra một hàng đạn, thực ra đang dùng kỹ năng BBQ của bậc thầy pháo súng trên không. Thân thể quân Mạc Tiếu đang đáp dần xuống, nhưng với thao tác tài năng của Diệp Tu, đạn do BBQ bắn ra vẫn trúng ngay những bộ phận mà hắn muốn, thay ma Bailey quay cuồng trên không, cuối cùng rốt cuộc nhanh như chớp lăn vào khe đá trên không. Ngon Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, không hổ là người sáng lập ra kỹ thuật áp súng, kỹ thuật này của anh càng ngày càng lão luyện, tôi thấy chiêu áp súng trên không này ngay cả Chu Trạch Khải đến cũng khó mà làm nổi, thằng màu mè đó, đi cây thực chiến ai sẽ ở trên cao để nó bắn một đường đến chết chứ? Ưm, ừ, được rồi nhỉ. Sau khi quân mạc tiếu đáp xuống, Diệp Thu nâng góc nhìn xem thử, xác nhận thây ma Bailey bị đưa vào rồi sẽ không thể bỏ ra nữa, vậy là chứng minh lần phối hợp này đã thành công chỉ trong một lần. Vị trí này nếu dùng áp súng bình thường, xác thực không đủ góc độ. Nhưng nhảy lên như quân mạc tiếu vừa rồi, nâng nhân vật lên một độ cao nhất định liền có thể chế tạo ra một góc độ áp súng. Chẳng qua góc độ này xuất hiện trong trước mắt ngắn ngủi, phải canh thật chuẩn mới nắm bắt được cơ hội có thể miễn cưỡng đưa Thây Ma Bailey vào cái khe kia. Muốn làm việc đó, kỹ thuật của Tô Mộc Tranh vẫn còn hơi kém, chỉ có Diệp Tu tự mình ra trận. Việc Hoàng Thiếu Thiên dùng Lưu Mộc ra tay lúc đầu cũng rất trọng yếu. Xiên lên thường không thể hất bay Thây Ma Bailey đến vị trí Diệp Tu cần được, cho nên trước hết phải dùng loại kỹ năng đủ mạnh mẽ có tính quyết định như rút đao chảm bỏ đi trạng thái đang lơ lửng, sau đó lại dùng xiên lên treo Thây Ma Bailey lên muốn đưa tới vị trí mong muốn, thời cơ ra rút đao chảm và xiên lên tiếp đấy cũng phải tính cực kỳ chính xác mới được. Nhưng chuyện này không có gì là khó đối với Hoàng Thiếu Thiên, chuyện càng biến thái hơn chính là Diệp Tu trong phút chốc hoàn thành áp súng trên không kia, đấy mới chính là tài năng. Nhìn thấy nhân vật quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc trở về, đường nhu kinh ngạc xong rồi. Xong rồi, Diệp Tu nói, xong như thế nào vậy? Chút cho em xem sau, chúng ta tiếp tục trước đã. Diệp Tu nói phó bản sau đấy chỉ còn lại những chỗ bình thường, khả năng tiếp thu của Hoàng Thiếu Thiên nhanh hơn đường nhu và bánh bao xâm lấn biết bao nhiêu lần, chỉ tùy tiện chỉ hai câu, hắn ta đã biết bản thân nên làm gì. Ghét mỗi một cái là, người này nói nhiều quá, thầy giáo giảng bài, học sinh còn nói nhiều hơn cả thầy giáo, loại hiện tượng này bình thường sao? chương 122, Sự giúp đỡ của Lưu Hạo Hoàng Thiếu Thiên Kết thúc chuyến phó bản Mai Cốt Trị Địa đi ra ngoài, Hoàng Thiếu Thiên xem xong kỷ lục của Gia Vương Triều, lập tức khẳng định, ừ, đấu pháp như vậy, kỷ lục này có thể nâng khoảng 30 giây. Có điều, kỷ lục của đám kia chắc chắn dùng đấu pháp của anh mới có thể đánh ra được, đấu pháp này không phải hàng chính chủ của anh hả? Sao chúng có thể? Hoàng Thiếu Thiên nói, tên Hoàng Thiếu Thiên này quả thực là một người có tâm tư tỉ mỉ, từ trước đến nay nổi tiếng là kẻ có sức phán đoán và khả năng nắm giữ cơ hội kinh người trong giới chuyên nghiệp vinh quang. Phá chiêu là cường hạng của hắn, cộng dơm cứu mạng là chuyện hắn thích làm, điển hình của một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội. Điểm này càng biểu hiện rõ ràng trong thi đấu đoàn đội. Có lẽ cảm giác tồn tại của hắn khá mỏng manh và gần như biến mất trên trận, có lẽ bạn sẽ cảm thấy trạng thái của hắn không được tốt, nhưng chỉ cần xuất hiện một cơ hội, hắn sẽ lập tức tạo ra cơ hội giết bạn ngay. Máu lạnh, vô tình, đúng chuẩn sát thủ chân chính. Nếu chỉ nhìn phong cách kỹ thuật này, đây nên là một nhân vật lạnh lùng siêu ngầu. Nhưng Hoàng thiếu Thiên Diễn không chọn vai, bởi vì hắn là một kẻ nói nhiều. Biểu hiện chiến đấu của hắn có thể không mang đến cảm giác tồn tại, nhưng tật xấu nói nhiều kèm thêm tốc độ tay siêu cao khiến hắn vĩnh viễn là ngôi sao sáng chói nhất trên khung tán gẫu. Những trận phát sóng có mặt Hoàng Thiếu Thiên là trận mà MC nhẹ nhõm nhất, lúc không biết nói gì chỉ cần đọc spam của thằng này là được. Đã từng có không biết bao nhiêu chuyên gia và cao thủ cho rằng nếu người này có thể bỏ bớt thời gian lãng phí tinh thần vào tật xấu nói nhiều spam nhảm này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng phong cách của hắn vẫn trước sau như một. Chỉ vì mình hắn liên minh thậm chí sửa hẳn một quy định trong giải đấu, cấm nhân vật đã chết gửi tin trong thi đấu đoàn đội. Nhân vật đã chết không cần phải thao tác gì, nếu cho tên này chuyên tâm đi spam nhảm thì. Quy định này vừa ra, toàn liên minh trầm trồ khen ngợi. Giờ phút này, Hoàng Thiếu Thiên đã phát hiện kỷ lục của Gia Vương Triều vô cùng kỳ lạ. Điểm này, người không có sức phán đoán như đường nhu và bánh bao xâm lấm không phát hiện ra thì cũng thôi. Đến cả người có cùng đẳng cấp chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh cũng không nhận ra. Lúc này nghe Hoàng thiếu Thiên nhắc tới, suy nghĩ mới thấy có chút không đúng, đúng vậy a, à, sao có thể chứ? Ly Hận Kiếm là Lưu Hạo, Diệp Tu nói, "A, à, Tô Mộc Tranh ngẩn ra, Ly Hận Kiếm là gì?" Hoàng thiếu Thiên hỏi, "Lưu Hạo là ai?" Bánh Bao Sâm lấn hỏi. Hàn Yên nhu lại tránh sang một bên, không đến quá gần. Đường Nhu đã sớm nhìn ra Phong Sơ Yên Mộc và Diệp Tu không phải bạn bè bình thường, mà Lưu Mộc mới đến kia dường như cũng thế. Cô nghe không hiểu lắm những lời họ nói đường nhu cũng không biết có tiện nghe hay không, vì thế lễ phép tránh đi. Ly hận kiếm học đấu pháp của chúng ta, sau đó giúp người của gia vương triều phá kỷ lục ở bảng thành tích. Diệp tu giải thích bánh bao xâm lấn trước đã. Ô, tên này hiếu học nhỉ bánh bao xâm lấn thuận miệng khen ngợi, ba giây đồng hồ sau mới nhận ra, đậu hóa, thằng này lại là gian tế. Mọi người hết biết nói gì, tôi muốn chửi nó bánh bao xâm lấn tỏ thái độ, khiêm tốn nào, tán gẫu là được rồi. Diệp Tu nói, à, được rồi, bánh bao xâm lấn vốn chuẩn bị spam chửi trên kênh thế giới, nghe xong đại thần phân phó, vì thế thay bằng tán gẫu riêng tư, gửi một đống tin sang Ly Hận Kiếm đang online, những từ có thể khinh bỉ đều lấy ra khinh bỉ hết. Diệp Tu giờ mới giải thích cho Hoàng Thiếu Thiên, Lưu Hạo mở ID phụ, mấy ngày nay vẫn theo tụi anh đánh phó bản này. Anh đã phát hiện từ sớm rồi ư? Tô Mộc Tranh hỏi, đúng vậy á Diệp Tu nói. Thế mà vẫn dẫn gã theo? Tô Mộc Tranh hỏi, có cao thủ chuyên nghiệp tự mình chạy đến giúp đỡ như vậy? cớ sao phải cự tuyệt A Diệp Tu nói. Quá đề tiện Hoàng Thiếu Thiên nói, anh kéo người ta ở đây giúp mình đánh phó bản, khiến tinh thần người ta nát bét. Trận đấu hôm nay ông anh có xem chưa? Tên kia y như bị ngu vậy, dám đã coi thi đấu đoàn đội thành đánh bản mai cốt chi điện luôn rồi nhỉ? Em tô này, có phải mấy em đã mở đại hội phê bình tên đó rồi đúng không? Anh có kéo cậu ta đâu, là cậu ta tích cực đòi theo, anh chỉ thuận theo cậu ta thôi. Diệp Tu nói sau đấy lúc tên nhóc kia đánh với tụi bay thì cố ý giữ sức, rồi lại lập một tổ đội khác ra sức đánh bản. Anh tự tin quá nhỉ, dám chắc chắn có thể vượt qua kỷ lục của tên kia luôn. Hoàng Thiếu Thiên nói, không phải có chú rồi ư, sao anh biết, Hoàng Thiếu Thiên nói một nửa liền dừng lại. Ha ha, lịch đấu vòng tròn liên minh đã được sắp xếp hết khi giải đấu bắt đầu nửa năm trước rồi, sao anh lại không biết hôm nay chú em sẽ đến đây chứ? Diệp Tu nói, địch, thế mà lên sẵn kế hoạch muốn tui tới góp tay từ lâu rồi Hoàng Thiếu Thiên nói. Thật ra chú có đến hay không cũng chẳng sao cả, cái thân chú ở đâu thì cũng chơi game được hết Diệp Tu nói. Nhưng, Tô Mộc Tranh trần chờ ở phó bản này, Thiếu Thiên và Lưu Hạo thật ra cũng không kém nhau lắm. Tuy hai anh có thể phối hợp nhau dùng áp súng trên không đưa thay ma Bailey vào, nhưng... Thời gian chiếm được cũng không nhiều, vốn dĩ không kém mấy, nhưng sau khi Lưu Hạo giúp chúng ta đánh ra kỷ lục chỉ trong một lần kia, liền không giống diệp tu nói khác chỗ nào hơn nhau một thanh kiếm quang hấp huyết diệp tu nói địch hóa ra đây mới là trọng điểm ông anh tìm tới tui hoàng thiếu thiên rơi lệ đầy mặt hóa ra ở đây cần hắn ý đồ thật sự là vì phát huy được uy lực của món vũ khí cam kia ý nghĩa của vũ khí cam chính là tăng khả năng tấn công gộp cả quá trình phó bản lại thì hiệu quả càng thêm rõ rệt lại thêm hai người hợp tác hoàn thành áp súng trên không kỷ lục không phá mới là lạ ấy tôi đồng cảm với lưu hạo tôi không muốn giúp anh hoàng thiếu thiên đang nói đột nhiên nhận được lời mời vào công hội hoàng thiếu thiên vừa thấy là lam khê các hoảng sợ hắn đương nhiên biết rõ đây là công hội mà câu lạc bộ bọn họ đang nâng đỡ sao có thể đột nhiên mời mình chẳng lẽ bại lộ thân phận nhưng nhìn tiếp thì thấy người mời rõ ràng là quân mạc tiếu chú xem kỷ lục thật ra giúp tụi bây phá mà không tìm chú thì tìm ai diệp tu nói có bại lộ thân phận tui không đấy đương nhiên không rồi Diệp Tu chỉ muốn Lam Hà tạm cho mình một thân phận có thể mời người gia nhập công hội, chuẩn bị kéo lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên vào. Được rồi, giờ chính thức phá kỷ lục, mọi người nghiêm túc. Diệp Tu tuyên bố, vừa rồi anh có bảo mình không muốn giúp hắn mà nhỉ? Hoàng Thiếu Thiên hỏi Tô Mộc Tranh, có hả? Em không nghe thấy, anh bị choáng đầu rồi Tô Mộc Tranh nói. Ngoá, hai tuổi bây Hoàng Thiếu Thiên bó tay rồi, chính thức phá bản, tranh thủ một lần thì qua. Diệp Tu tập hợp năm người vào bản chính thức bắt đầu phá bản, tuy Hoàng Thiếu lại lại nhảy suốt đường, nhưng phát huy không chê vào đâu được. Qua được một phần ba phó bản, Diệp Tu thật sự không nhịn được nữa, bánh bao không phải ông muốn hát sao? Hát đi, thế hả? Tôi hát cho mọi người bài ca tròm sao trước há bánh bao xâm lấn nói xong, lập tức giống họng hát hò. Nhất thời trong phó bản tràn ngập tiếng lại nhảy, tiếng ca hát, tiếng sinh vật bất tử bị chém giết mà kêu rên, náo nhiệt chưa từng thấy. Nhất định phải thế ư, hai cô gái sắp chịu hết nổi rồi có chết thì mọi người phải cùng nhau chết. Diệp Tu nhàn nhạt nói, ẩm ý rầm rộ, phát huy hết chỗ chê. Hoàng Thiếu Thiên và bánh bao xâm lấn đều được tính là những đóa hoa hiếm lạ ở phương diện này, một lòng làm hai việc lại không ảnh hưởng đến sự phát huy. Thậm chí đến chỗ thầy Ma Bailey rồi, một đứa hát, một đứa nói, cũng đưa được thầy Ma Bailey vào khe trong một lần duy nhất. Tiếp tục phát huy một phần ba bản còn lại, cho đến khi boss cuối ẩm ẩm ngã xuống, hai cô nàng người bảo để em đi lấy nước, người la em đi vệ sinh liền nhanh chóng biến mất, nhanh hơn cả thông báo hiện ra trên hệ thống. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Lam Khê các quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Lưu Mộc phá vỡ kỷ lục qua cửa phó bản Mai Cốt Chi Địa, thành tích 16 phút 24 giây 67. Nâng cao lên được 32 giây, Hoàng Thiếu Thiên phán đoán không sai. Kỷ lục của Gia Vương Triều Vốn đã cực hạn lắm rồi, có thể nâng tiếp lên 30 giây đã xem như không dễ gì. 32 giây 32 giây, Lưu Hạo vẫn ngồi yên đấy không hề rời khỏi, cũng chưa từng liếc nhìn đống tin tức bánh bao xâm lấn nhắn sang, gã luôn dán mắt vào tin tức của hệ thống, rõ ràng trong lòng không ngừng bảo kỷ lục của mình không thể nào phá được nhưng vẫn chờ đợi nơi này. Gã rốt cuộc đã đợi được, nâng lên 32 giây, Lưu Hạo không thể tưởng tượng được làm sao có thể được. Lưu Mộc, đây là ai? Ly Hận Kiếm lúc này vẫn đang ở trong công hội của Lam Khê Các, gã vội vã tìm kiếm danh sách công hội, tìm được Lưu Mộc. Cấp 27, kiếm khách, có thể vượt qua thành tích của họ, trình độ của người này tuyệt đối không thể thấp. Có điều, bởi vì Mai Cốt chi Địa này cần đấu pháp hoàn toàn mới, nếu lại là một nhân vật như Hàn Yên Nhu hay Bánh Bao Xâm Lấn, phải tốn một thời gian dài để luyện tập làm quen. Tên này vừa gia nhập đã lập tức phá kỷ lục ngay trong một đêm, là Diệp Thu chuẩn bị âm thầm diễn tập qua từ sớm hay lại là một cao thủ có trình độ cấp bậc chuyên nghiệp, nên mới có thể thần tốc nắm vững được đấu pháp. Xét thời gian mà tính thử, đây là lần thứ hai qua bản sau 12 giờ. Với biên độ nâng cao 32 giây của đám kia, dù lần đầu có phạm lỗi vài lần ở chỗ thây ma Bailey, cũng đủ đẩy kỷ lục của Gia Vương chiều xuống. Nhưng không hề lập kỷ lục ở lần đầu, chứng tỏ lần đầu rất chậm, là đang thăm dò, là đang học tập. Chỉ một lần đã nắm chọn đấu pháp, tố chất thế này, tuyệt đối là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp, kiếm khách, lại nghĩ đến trận đấu tối nay. Hoàng Thiếu Thiên, Lưu Hạo xém chút hộp máu. Mọi người có tin không? Kỷ lục phó bản của Mai Cốt Tri Địa, Vậy mà có cả Diệp Thu và Hoàng Thiếu Thiên. Hắn đang đánh phó bản đó hả? Tụi bây đang thi đấu toàn minh tinh phải không? Có điều, cho dù là Hoàng Thiếu Thiên cũng không đến mức tăng những 32 nhỉ. Tuy đây là một tên châu bò siêu cấp hàng đầu, thế nhưng, Mai Cốt chỉ địa mà thôi, có châu bò đến đâu thì cũng phải có phát huy cực hạn, mà cực hạn này bất kỳ ai trong tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể đạt được. Chẳng lẽ còn có đấu pháp ẩn giấu nào? Không phải chứ, chính mình hoàn toàn không nhìn ra được chỗ có thể tăng mạnh nữa lưu hạo mất hồn mất vía chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng muốn đi ngoài một chút kết quả gặp mặt tô mộc tranh ngay hành lang khi tô mộc tranh thân thiết chào hỏi với lưu hạo đây là việc trước nay chưa từng có với người đã đuổi đi diệp thu tô mộc tranh chưa từng hòa nhã ngay cả khách sáo ngoài mặt cũng không có cảm ơn sự giúp đỡ của anh tô mộc tranh cười đi lướt qua giúp đỡ có ý gì giúp cái gì mình giúp cái gì sắc mặt lưu hạo trắng bệch nắm chặt nắm đấm muốn nát cả khớp xương Cô, đứng lại, Lưu Hạo chợt la lên, chương 123, tự biên tự diễn. Hả, có chuyện gì? Tô Mộc Tranh quay đầu, thản nhiên cười, cùng gương mặt dữ tợn của Lưu Hạo hình thành hai hình ảnh đối lập rõ ràng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nảy lửa, tuy rằng vẫn mỉm cười như cũ, nhưng sự cường ngạnh toát ra từ ánh mắt Tô Mộc Tranh khiến Lưu Hạo hơi chúc giật mình. Ở trong mắt họ, Tô Mộc Tranh vẫn là một cô gái có tính tình ôn hòa, đối xử thân thiện với mọi người chẳng qua phần lớn thời gian đều ở cạnh Diệp Thu, dường như chưa từng thấy cô có chủ kiến gì. Một cô gái như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy dễ dàng ức hiếp. Lưu Hạo vừa nãy gào tô mộc tranh như hung thần ác sát, lúc này ánh mắt chạm nhau rồi, người trột dạ lại là gã. Nếu không có việc gì, tôi đi trước. Tô Mộc Tranh cười cười, cũng xoay người, rời đi. Lưu Hạo nhìn Tô Mộc Tranh đi càng lúc càng xa, dối rắm, xoắn suýt rồi dần bình tĩnh lại. Gã hít một hơi thật sâu, bước về phòng cầm di động lưu hạo gọi điện cho đội trưởng gia vương triều trần giả huy alo lưu đội tiếng nói bên kia điện thoại mang theo chút do dự như thể không biết nên mở miệng nói thế nào kỷ lục đó cậu tự giải quyết đi giờ anh không tiện ra tay lưu hạo nói dạ khu 10, nếu không có tuyển thủ chuyên nghiệp diệp thu tất nhiên trở thành người thống trị kỷ lục cho nên sự đối đầu trong các công hội sẽ được rời lại cơ bản xem ai có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của diệp thu thôi lưu hạo nói Vậy chúng ta, sợ là không có khả năng rồi. Trần Dạ Huy nói, có thể thử tiếp cận, xem thái độ của hắn. Nếu không được, vẫn phải tiếp tục chú ý, xem có điểm đột phá nào không. Anh có tin tức quan trọng cần cậu đi kiếm. Tin gì cơ, thù lao của Diệp Thu. Khi hắn cùng một công hội hợp tác, anh muốn biết thù lao đó là gì. Lưu Hạo nói, có cần tìm người đối phó với hắn không? Ít nhất hắn bây giờ thân cô thế cô. Trần Dạ Huy nói, vậy, cậu cân nhắc rồi làm nhưng đừng phái người trong công hội, coi chừng lại trở thành cái cớ cho các công hội đối địch khác liên thủ lại đối phó mình. Quân Mạc Kiếu bấy giờ là nhân vật được trọng vọng trong mắt các công hội khác, chưa biết chừng hắn lại nương nhờ vào công hội nào đó lấy chỗ dựa vững chắc thì sao? Lưu Hạo nói, vâng, em sẽ tự mình làm Trần Giả Huy tỏ vẻ. Ừ, anh thỉnh thoảng sẽ đến khu 10 xem sao, giữ liên lạc. Lưu Hạo nói, vâng, cúp điện thoại, Lưu Hạo hít một hơi thật sâu. Lúc này, gã không thể lại kích động, mấy ngày nay, gã hưng phấn có chút quá, mới phạm nhiều sai lầm như thế. Kế hoạch phá Diệp Thu lập kỷ lục đã thất bại còn bị Diệp Thu chơi lại, tuy khiến gã phẫn nộ không thôi, nhưng nói đến nói đi đấy chỉ là ân oán cá nhân, có hơi đau mà thôi. Lỗi lầm mà gã thật sự không nên mắc ở hiện tại, chính là việc liên tiếp mắc lỗi khiến ra thế thua cuộc trong trận đấu tối nay. Tuy vòng trước chỉ lấy được 3 điểm, nhưng ít ra chuyện tôn tường lấy một trọi ba đã khiến mọi người giấy lên hy vọng. Vòng này đánh tại sân nhà, Nghình chiến Lam Vũ có số điểm xếp thứ hai trên bảng, nếu thắng thêm mấy trận, thì chính là khắc phục khó khăn một cách ngoạn mục. Trong trận đấu, gia thế cũng đã chiếm phần chủ động, lại bởi vì người đội phó là gã đây mắc những lỗi rất nghiệp dư mà bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy hiện giờ không ai oán giận, vẫn coi như một lần mắc lỗi ấy do trạng thái chưa tốt. Nhưng nếu chiến tích tiếp theo của gia thế không được cải thiện, mùa giải năm nay vốn là nơi để chuyển mình lại do lưu hạo mắc lỗi ngớ ngẩn mà bại trong gang tấc thì đây không còn là một lần phạm lỗi bình thường nữa mà sẽ là một lần phạm lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Sai lầm này đủ để ảnh hưởng chí mạng đến tương lai của gã. Nếu giờ mà vẫn phân không rõ tình hình, vẫn vì ân oán cá nhân mà chạy vào game xoắn suýt với kẻ đã giải nghệ như Diệp Thu, đây là muốn vì nhỏ mất lớn rồi. Diệp Thu, tao biết mày vẫn chưa hết hy vọng, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, khả năng của mày lớn đến cỡ nào, tao sẽ chờ xem. Lưu Hạo nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trong gương trông thật dữ tợn, đột nhiên gã nâng tay xoa nhẹ mặt vài cái. Tay vừa buông ra thì đã xuất hiện một khuôn mặt tươi cười ngây ngô, đơn giản và thần kỳ như dùng thuật biến hình. Lưu Hạo ra cửa phòng, lại đi ra ngoài, ánh mắt thoáng nhìn sang cách vách, trong cửa phòng khép hờ, một tia sáng hắt ra. Khụ, Lưu Hạo hắng giọng xong tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng, "Tôn đội, chưa nghỉ ngơi sao?" Cửa không khóa, người trong phòng lạnh lùng đáp lại, nhưng sự khó chịu trong giọng nói lại không hề che giấu. Lưu Hạo điều chỉnh vẻ mặt mình lần cuối, mỉm cười, tôi vào nhé rồi đẩy cửa vào. Ở tiệm nét hưng hân, chấm dứt hai chuyến phó bản, kỷ lục mới được lập ra, hai cô gái cũng bị chỉnh đến hỏng luôn. Đường Nhu đi rót nước thật, nhưng ôm chén trà xong thì quyết đứng ở quầy trước không đi, buôn chuyện cùng Diệp Tu. Mãi cho đến khi thấy phong sơ yên mộc lo cao trước từ màn hình của Diệp Tu, mới vui vẻ nói, đừng đánh phó bản nữa được không? Diệp Tu bất đắc dĩ cười khổ, tùy thôi, em nhớ mình vẫn còn nhiệm vụ chưa làm ấy. Đường Nhu lầm bầm rời đi. Diệp Tu không nói gì, cái cô này bình thường hận nhất là làm nhiệm vụ, đặc biệt là loại truyền tin, hái nấm, lấy củ cải, tìm người vân vân. Những nhiệm vụ có độ khó quá thấp, không có tính thách thức này bị Đường Nhu cho là lãng phí thời gian, hận vô cùng. Cắn răng đi làm, đều do Diệp Tu nhắc nhở cô nhất định phải làm vì được thưởng điểm thuộc tính và kỹ năng. Chuyện phá bản thú vị trước mặt, Đường Nhu lại thà rằng đi làm nhiệm vụ mình chán ghét, điều này làm Diệp Tu không thể không thán phục hoàng thiếu thiên không hổ là người đàn ông khiến liên minh sửa chữa quy tắc sao lại thế này mọi người chạy đâu hết rồi sao chẳng ai phản ứng thế thật ra diệp tu cũng không cứng cỏi đến vậy hắn cũng tháo tai nghe nghỉ ngơi hồi lâu giờ mới đeo lên thanh âm lại vang lên hoàng thiếu thiên sợ bại lộ thân phận tuy du rú một mình trong một xó tối tăm ở khu a lại vẫn nhỏ giọng nói khẽ nói mãi không ngừng tinh thần tốt thật được rồi kỷ lục cũng đã lập phó bản để đấy cây sau Diệp Tu lấy lại bình tĩnh nói: "Vừa rồi tôi nói gì anh có nghe thấy không?" Hoàng Thiếu Thiên không biết vừa rồi Diệp Tu không hề đeo tai nghe. Nhiều người hễ mang thuộc tính lắm mồm cũng kiêm luôn thuộc tính tự biên tự diễn vào, bằng không sẽ có lúc không bắn liên thanh tiếp được. Tự biên tự diễn mà, nên có cần chú trọng phản ứng người nghe đâu, ngay cả người nghe có nghe hay không cũng không phát hiện ra. "Hả? Không nghe rõ lắm, nói gì thế?" Diệp Tu hỏi, "Vũ khí của anh là sao thế?" Tự chế, ô thiên cơ diệp tu nói anh làm làm khi nào sao tôi chưa nghe qua bao giờ hoàng thiếu thiên hỏi lúc trước lâu rồi cái hồi mà chú còn đi cướp boss khắp nơi ấy diệp tu nói đệch 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 lịch sử đen tối không cần khơi ra đâu hoàng thiếu thiên lo âu khi đó hắn vẫn là một người chơi bình thường nhưng phong cách theo chủ nghĩa cơ hội của hắn đã thành hình rồi là tay cướp boss lành nghề lúc đầu có rất nhiều quy tắc trong vinh quang không giống như bây giờ là khi đó ấy anh và thằng bạn cùng nhau làm ra Diệp Tu nói: "Vũ khí này dường như đặc biệt làm vì tán nhân nhỉ?" Hoàng Thiếu Thiên nói: "Không sai." Diệp Tu nói: "Nhưng từ khi khu 3 mở ra cập nhập thêm giới hạn cấp bậc tối đa, xuất hiện nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, tán nhân cũng bị đào thải toàn diện." Diệp Tu không lên tiếng trả lời, hắn không cần lên tiếng trả lời, bởi vì Hoàng Thiếu Thiên có công năng tự biên tự diễn. Nên cái vũ khí này của ông anh cũng mất đi giá trị, khu 5 mở ra, thần chi lĩnh vực xuất hiện, tán nhân không cần thức tỉnh vẫn có thể kiếm kinh nghiệm tiếp tục thăng cấp ở đấy. Có điều, nó cũng đồng thời cập nhật giới hạn lên cấp 60. Tuy nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực không hạn chế cấp bậc, nhưng độ khó lại ở cấp 60. Hơn nữa tất cả nhiệm vụ này phải làm một mình, không thể tổ đội giúp đỡ nhau, thế là tán nhân cũng không thể sống lại lần nữa. Huống hồ khi đó anh còn đang dùng nhất diệp chi thu chinh chiến tại liên minh chuyên nghiệp, danh đấu thần cũng đã bùng sáng rồi, vậy nên cũng không cần tự làm khổ thế này hoàng thiếu thiên quả nhiên tự biên phỏng đoán một lô xích xong đúng vậy á diệp tu lần này phản ứng lại một chút giờ anh tính tẩy lại cái này nữa hả hoàng thiếu thiên hỏi đúng vậy á vậy anh cần gì phải giải nghệ tài khoản vì tiện tìm ai đó luyện thay vũ khí giao cho câu lạc bộ làm không phải nhanh hơn không nghĩ ra chỗ này tôi nghĩ mãi không thông sao anh lại giải nghệ hoàng thiếu thiên hỏi chú có thể hiểu là thành tích chiến đội không tốt đội trưởng tự nhận lỗi nên từ chức diệp tu nói thần kinh, thế cũng không cần giải nghệ chứ, mà tôi xem hết mấy trận của anh rồi, rõ ràng là đội ngũ có mâu thuẫn, anh bị cô lập. Do Lưu Hạo dở trò đúng không? Tên kia có tướng lang cố, nhìn là biết tâm địa xấu xa, anh sơ suất quá. Hoàng Thiếu Thiên nói, chú biết xem tướng từ bao giờ thế? Diệp Tu trêu chọc, không phải tôi nói, là Vương Kiệt Hy nói. Hoàng Thiếu Thiên đáp, hai mắt của cậu ta cái lớn cái nhỏ, còn xem tướng cho người khác hả? Diệp Tu nói ông anh đừng bảo thế tên kia thần thật đó lần trước á. Hoàng thiếu thiên bô la bô lô, bánh bao xâm lấn vẫn chưa đi đâu cả, lúc này lại nghe không hiểu hai người đang nói gì, đáng thương đứng một bên. Bánh bao không còn gì nữa đâu, ông muốn đến đấu trường hay đánh bản thì cứ đi đi Diệp Tu nói. Được, bánh bao xâm lấn đi luôn, ai, đúng rồi anh đánh với tôi ván đi, để tôi xem vũ khí của ông anh lợi hại đến cỡ nào Hoàng thiếu thiên nói. Dùng cái ớt này của chú, Diệp Tu cười, ớt của tôi thì sao hả? Không phải cũng 27 như anh, vũ khí chỉ kém một chút, nhưng vẫn được mà Hoàng thiếu Thiên nói. Ơ của anh là tán nhân đấy." Diệp Tu nói, lời này, người nào không hiểu chứ Hoàng thiếu Thiên vừa nghe đã lập tức giật mình. "Đúng vậy, nếu là tán nhân, tuy cùng cấp bậc, nhưng ưu thế vẫn lớn hơn. Vì sao? Bởi vì bất kỳ nghề nào lên 27 cũng chỉ có 7 kỹ năng, nhưng tán nhân thì sao? Cấp 20 đã có 120 kỹ năng, sự khác biệt có hơi lớn đấy." Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây mọi người đều cho rằng tán nhân chính là chùm. Là bởi vì tán nhân được hình thành cực sớm, có ưu thế rất lớn ở giai đoạn trước, lớn đến không cân bằng. Muốn dùng kiếm khách có 7 kỹ năng khiêu chiến tán nhân, chắc chắn một đi không trở lại. Hoàng thiếu thiên hiển nhiên nghĩ đến chuyện này ngay, lấy giả dạ vũ thanh phiền của chú đến thì được đấy, tạo phòng tu trình. Diệp tu nói, sao mà được hả hoàng thiếu thiên khẩn trương nói, vậy chẳng phải bại lộ ngay ư, lỡ mà bị thấy thì tôi giải thích thế nào, quên đi quên đi, về sau có cơ hội lại đánh thử còn chuyện gì nữa không? Hết thì tôi về đây, đúng rồi, giải nghệ là sao hả, vừa rồi sao anh không trả lời hả? Hả, chú, mau về đi Diệp Tu hơi chút mệt mỏi, ẩm ý quả thiệt là, sao, tức quay đầu nhìn về sau, có thể đối mặt trực diện với người phía sau mà thân không hề động. Tướng có thể thăng quan nhanh chóng, tướng phản chủ, chương 124, đấu pháp quê mùa nhất. Trong góc phòng, Hoàng Thiếu Thiên tắt máy vi tính, giúp người giấu đầu, lén lén lút lút trong bóng tối lần mò đi ra trước quầy diệp tu vẫn nhìn hắn bất đắc dĩ nhìn cậu trời con này ở đó cẩn thận tới lui tại sao anh giải nghệ tại sao anh giải nghệ hoàng thiếu thiên còn chưa đi tới quầy trước đã hỏi không giải nghệ lẽ nào ở lại trong đội làm bồi luyện diệp tu hỏi ngược bồi luyện ra thế rõ là chân thành muốn ép anh đi rồi hoàng thiếu thiên nói nhưng anh thẳng thắn giải nghệ như thế có kích động quá không thế nào cũng nên xem thử xem có cơ hội chuyển câu lạc bộ hay không á dù cho ra thế có cắn chết không tha đi nữa nhưng cũng chưa chắc là hoàn toàn không có cơ hội chuyển mà nói không chừng vẫn còn câu lạc bộ nguyện ý vì anh đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ ra thế ít ra anh cũng phải chờ qua kỳ hạn chuyển câu lạc bộ hãy giải nghệ sau anh chuyển đi rồi còn mộc tranh thì sao hả diệp tu nói hoàng thiếu thiên ngẩn ra cùng là cao thủ cấp thần mấy chuyện như vậy trong liên minh làm sao mà không hiểu như tô mộc tranh vậy ông chủ cũng dù phải trao đổi cả câu lạc bộ cũng sẽ không từ bỏ cô bởi căn bản cô là một cái cây hái ra tiền là máy rút tiền của ông chủ giá trị thương mại của cô còn cao hơn giá trị nhân vật nữa cho dù là hoàng thiếu thiên cũng không dám đảm bảo sẽ không bị câu lạc bộ chuyển nhược nhưng nếu như là tô mộc tranh rất nhiều ông chủ thả sẵn sàng hy sinh chút thành tích cũng quyết giữ cô lại nếu như anh chuyển sang câu lạc bộ khác mộc tranh nhất định sẽ quyết liệt đòi hủy hợp đồng diệp tu nói thì ra là thế vậy nên anh hủy hợp đồng á. Ế, khi hủy hợp đồng rồi thì không được phép tham gia câu lạc bộ khác trong mùa giải năm nay, nhưng ít ra so với giải nghệ thì thời gian cũng ngắn hơn nửa năm. Nhưng nếu anh lại quay về làm tuyển thủ, cũng không có khả năng về lại ra thế, như vậy so với việc chuyển câu lạc bộ hình như cũng như nhau. Giải nghệ một năm, chỉ ít không phải bồi thường hợp đồng hoặc là chuộc lại hợp đồng ha. Một năm sau thì, hợp đồng của Mộc Tranh còn bao lâu hết hạn? Hoàng Thiếu Thiên tự nhiên hỏi ra một đống câu hỏi. Một năm rưỡi, Diệp Tu nói, a à, nói như vậy, anh là dự định một năm rưỡi sau đó mới trở về. Một năm rưỡi, ông anh quá dữ rồi. Hoàng Thiếu Thiên tỏ ra thán phục, tuổi thọ nghề của các tuyển thủ eSports tương đối ngắn, tên này có thể đến 25 tuổi mà vẫn tài năng như thế đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy, lúc này còn dám bỏ ra một năm rưỡi, quả thực đi ngược lại với quy luật tự nhiên mà. Ha ha, chú chờ anh về ngược đãi chú đi Diệp Tu nói. Ngoá, sao ông anh chảnh quá vậy? hoàng thiếu thiên kêu lên ồ vậy thành tích một đấu một giữa hai đứa mình là bao nhiêu ha diệp tu hỏi a à, khí trời tối nay thật không tệ nha. ánh mắt hoàng thiếu thiên chuyển hướng về phía ngoài cửa tiệm nét chỉ thấy màn đêm đen đến không thấy gì cả sau một hồi đờ mặt ra nhìn ánh mắt hoàng thiếu thiên quay về vẻ trịnh trọng nhất định phải trở về còn cần chú nói sao diệp tu nói có chuyện gì khó khăn cứ nói với tôi hoàng thiếu thiên nói rất nghiêm túc vậy chả anh thanh kiếm quang hấp huyết đã còn có, 10 đồng hai tiếng xài máy nữa. Diệp Tu nói, kẻ nói nhiều rốt cuộc cũng hết biết nói gì một lần. Thanh kiếm quang hấp huyết trả ông anh sau Hoàng Thiếu Thiên đặt 10 đồng xuống mặt bàn, xoay người lén la lén lút biến mất giữa màn đêm. Lưu mộc óp rồi hả? Lúc Diệp Tu trở lại trò chơi, nhận được tin nhắn của Đường Nhu. Ừ, phó bản thì sao? Đường Nhu hỏi, Diệp Tu cười, lúc đã kéo đủ người để chạy đi đánh bản. 16 phút 24 giây 67, thành tích treo cao trên bảng danh sách, nhìn thành tích này Lam Hà không nói gì thật lâu. Đang sướng sờ, chợt có tin tức gửi đến, mở ra thì thấy quân Mạc Tiếu ăn mấy cái bàn phím rồi. Lam Hà rơi lệ đầy mặt, cái kỷ lục mà cậu tuyên thề sẽ ăn bàn phím đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Mai Cốt Chi Địa, nếu tính thử thì cậu phải ăn hai cái bàn phím rồi. Ông NH đừng chê cười tôi mà, Lam Hà phiền muộn, ha ha, kỷ lục lần này không thành vấn đề. Diệp Tu nói, tốt tốt, Lam Hà lên tiếng trả lời, nhưng không tỏ ra thái độ gì diệp tu vừa nhìn cũng đã rõ kỷ lục phó bản lần này cứ phá rồi lập mãi những cao thủ có sức phán đoán trong trò chơi đã bị mất phương hướng hết làm hè như thế là muốn quan sát thêm chút nữa nhưng quả thật kỷ lục trước mắt đã là cao nhất rồi trừ phi có công hội sẵn lòng dồn hết sức tập hợp một đội ngũ được trang bị đầy đủ vũ khí cam và tìm cao thủ thay mặt đối với khu mới hoàn toàn không có loại khả năng này người khiếp sợ với kỷ lục lần này tất nhiên cũng không thể thiếu dạ độ hàn đàm. Vốn gã đang thấy sung sướng khi ra vương triều phá kỷ lục của quân Mạc Tiếu, cảm thấy ra vương triều lần này tìm tới kẻ đánh thay còn trâu bò hơn, đến cả quân Mạc Tiếu cũng không đỡ nổi. Ai ngờ không lâu sau quân Mạc Tiếu lại lấy về thành tích. Hàn Yên Nhu, bánh bao xâm lấn, phong sợ yên mộc những người này dạ độ hàn đàm coi như biết mặt. Ly hận kiếm lần phá bản trước là ai? Lần này lại thêm lưu mục tự dưng chạy đến là ai? Tình huống bấy giờ ở khu 10 rút cuộc ra sao? Cao thủ không có câu lạc bộ nhiều đến vậy ư? Khu này phải khu mới không vậy? Dạ Độ Hàn Đàm và Lam Hà như nhau, cũng mất lòng tin với phán đoán của mình, không biết cái kỷ lục này lại có thể bị phá hay không. Bọn họ và những công hội lớn khác như nhau, trông chừng kỷ lục này một đêm. Hệ thống không thông báo gì, phó bản mai cốt chi địa từ giờ yên ổn rồi phải không? Thế nhưng, đây cũng chỉ là ngày hôm nay mà thôi, các công hội lớn ra vẻ bình tĩnh nhưng lại rất bất an coi chừng thêm một ngày nữa, kỷ lục vẫn không nhúc nhích đừng nói kỷ lục đứng đầu, đến kỷ lục đứng thứ ba cũng không có đội ngũ nào có thể chạm đến. Bởi vì hai phó bản gần đây ra vương triều thể hiện sức cạnh tranh cạnh hơn người, chiếm được sự quan tâm từ các công hội lớn ở khắp nơi. Gián điệp nằm vùng nhiều lần thường lui tới, thế nhưng trước khi bước được vào những vị trí nòng cốt, chỉ từ trong kênh công hội thì thực sự rất khó đào được tin gì có giá trị, huống chi những kẻ đánh thay cho ra thế trừ hội trưởng Trần Giả Huy thì ngay cả chủ nhân vật cũng chẳng biết. Mặc dù cả đám dễ dàng hoài nghi bọn họ dựa dẫm vào cao thủ câu lạc bộ của công hội, có điều cao thủ câu lạc bộ chạy tới để đánh bản, thỉnh thoảng chơi chút cũng không có gì, nhưng ở khu 10 này thấy thế nào cũng giống như đang so trình cùng quân mạc tiếu ấy. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải làm đến mức này sao? Về phương diện khác, nếu như nói ra Vương Triều đưa ra tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy quân Mạc Tiếu có thể trà đạp bọn họ rút cuộc là thần thánh phương nào? Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, phòng Sợ Yên Mộc. Quân chúng đã khá quen mắt với mấy cái ID cố định nhiều lần lên TV này, chẳng biết có bao nhiêu công hội phái người đi điều tra lưu ý đến những nhân vật này. Những người này rất mạnh, điều này không cần hoài nghi, không mạnh làm sao có thể lập nên kỷ lục như thế. Hiện tại điều công hội muốn biết chính là họ mạnh đến cỡ nào. Đằng sau mỗi một nhân vật kia, cất giấu biết bao ánh nhìn lặng lẽ dõi theo. Đánh mất niềm tin vào sức phán đoán của mình, không ít công hội đều đã đến tổng bộ ở thần chi lĩnh vực mang theo nhiều cao thủ qua đây. Chưa nói đến việc cày cấp, có thể đi quan sát những nhân vật đang nổi kia được luôn. Trung thảo đường, một trong ba công hội lớn, nhưng lại là một trong ba nhà vẫn đang xem xét Quân Mặc Tiếu, chưa có sự tiếp xúc trực tiếp gì. Lúc này, trong góc nhìn của nhân vật hội trưởng khu 10 Sa Tiền Tử, xuất hiện cảnh tượng vài người đang đánh quái ở khu hoang dã. Nhưng Sa Tiền Tử lại không hề yên lòng, nói đúng hơn, gã có chút sợ hãi. Lúc này gã ngồi ở đây, khống chế nhân vật, nhưng đứng phía sau gã lại là một nhân vật cấp thần thực sự. Vương Kiệt Hy, tuyển thủ quản lý cả câu lạc bộ Vi Thảo, đội trưởng của chiến đội Vi Thảo, quán quân của mùa giải trước, tuyển thủ giá trị nhất mùa giải. Hiện nay trên bảng xếp hạng Vi Thảo đang dẫn đầu, là đội ngũ có khả năng đoạt cúp từ tay Lam Vũ cao nhất. Tài khoản nhân vật của Vương Kiệt Hy là Vương Bất Lưu Hành, chức nghiệp ma đạo học giả, nổi tiếng với thao tác và đấu pháp thay đổi đầy quỷ dị, được giới chuyên nghiệp xưng tụng thành ma thuật sư. Sa Tiền Tử đã báo cáo với công hội về cục diện nhóm cao thủ chèn ép công hội ở khu 10 hiện nay, làm thế nào cũng không nghĩ sẽ kinh động đến vị đại thần to lớn này, khiến đại thần phải tự mình chạy tới nhìn xem mấy nhân vật nhỏ cấp 27. Lúc này người nọ đứng ở phía sau, Sa Tiền Tử chỉ cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, thao tác nhân vật đều có chút mất tự nhiên. Sa Tiền Tử nhớ đến cuốn sổ đặc biệt nằm trong lòng mình, là sổ lưu niệm được phát hành sau khi Vi Thảo giành quán quân vào năm ngoái. Sa Tiền Tử biết được đại thần ghé qua, vội vã mang theo sổ dự định xin chữ ký. Cơ mà nhìn thấy đại thần cùng đôi mắt có độ lớn nhỏ khác nhau kia, Sa Tiền Tử lập tức khẩn trương đến quên sạch mọi thứ. Lúc này tay chân vụng về thao tác nhân vật tìm kiếm đám người quân mạc tiếu để đại thần xem qua, thì mới nhớ tới chuyện ký tên. Mở miệng thế nào đây? Sa Tiền Tử đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được người sau lưng nói rằng cậu có tin kìa. Tin, Sa Tiền Tử ngờ nghịch đến cái từ này cũng thoáng tự hỏi là cái gì, một lát mới lấy lại tinh thần nhân vật của mình có tin nhắn. Mở ra nhìn, cũng chỉ là chuyện phiếm nhảm chán, vội vã đóng cửa sổ không để ý tới, vững vàng chỉnh góc nhìn nhắm ngay đám quân mạc tiếu. Quân mạc tiếu, bánh bao xâm lấn, hàn yên nhu. Lúc này ở Mai Cốt chỉ địa luyện cấp chính là ba người này, ngoài ra còn có đường thất và nguyệt trung niên, hai người này đã bị xa tiền tử coi thường, trong góc nhìn có thể bơ được thì bơ luôn. Giai đoạn cấp thấp, kỹ năng ít, đấu pháp chỉ có một, phán đoán khả năng của một người tương đối không dễ dàng, ví như đám sa tiền tử, hoàn toàn chẳng rõ đám người quân mạc tiếu này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng vị đại thần đứng sau không phải vậy, nếu như ngay cả đại thần cũng không nhìn ra được, sa tiền tử thật sự không biết nên dựa vào ai. Đấu pháp của Nhất Diệp Chi Thu, sau một lúc lâu lẳng lặng nhìn, Vương Kiệt Hy đột nhiên nói. Người nào, sa tiền tử không tự chủ liền hỏi, cả hai người, Vương Kiệt Hy nói, góc nhìn có thể thấy được Hàn Yên Nhu là pháp sư chiến đấu, Quân Mạc Tiếu dù vậy cũng là dùng chiến mâu để áp dụng kỹ năng của pháp sư chiến đấu. Quân Mạc Tiếu này là tán nhân. Sa Tiền Tử nói, nói xong cũng hối hận, mình nhiều lời rồi, Kiệt Hy Đại Thần lẽ nào nhìn không ra sao. Ừ, Vương Kiệt Hy cũng lên tiếng, đấu pháp của nhất diệp chi thu có gì đặc biệt. Sa Tiền Tử vội vã biểu hiện tinh thần học hỏi một chút. Chẳng có gì đặc biệt cả, là đấu pháp quê mùa nhất. Vương Kiệt Hy nói, Sa Tiền Tử nhất thời muốn quỳ lại ghê à dám nói đấu pháp của đấu thần nhất diệp chi thu là quê mùa, có lẽ chỉ mỗi kiệt hy đại thần thôi. Tên lưu manh này thì sao? Sa tiền tử tiếp tục thỉnh giáo. Tên lưu manh này, vương kiệt hy không có gì để nói, nói dễ nghe là muốn gì làm nấy, còn khó nghe là đánh bậy đánh bạ. chương 125, kiệt hy đại thần, vương bất lưu hành vương kiệt hy, thao tác bọn họ đều rất cừ. Sa tiền tử nói, ừ, vương kiệt hy đáp lời, với người chơi bình thường, trình độ thao tác của ba nhân vật này đích thật đủ để xưng một tiếng cừ thậm chí là tên lưu manh hoàn toàn bất hợp lý nọ có điều chỉ đánh tiểu quái như thế cũng nhìn không ra cái gì vương kiệt hy nói vậy làm sao sa tiền tử hỏi anh mượn tài khoản cậu dùng chút tới chào hỏi họ một câu vương kiệt hy đáp a sa tiền tử vội bật dậy nhường chỗ ngồi tiếng a này đan sen giữa ngạc nhiên và mừng rỡ ngạc nhiên là kiệt hy đại thần vậy mà tự mình ra tay vì ba người này Mừng rỡ là bản thân ấy thế lại có cơ hội chiêm ngưỡng thao tác của Kiệt Hy đại thần ở cự ly gần. Nên biết, dù đi xem thi đấu trực tiếp cũng tuyệt đối không có cơ hội thưởng thức gần thế này. Vương Kiệt Hy ngồi xuống, gõ thử vài phím, lắc lắc thử chuột. Sa tiền tử biết, tuyển thủ chuyên nghiệp đều có bàn phím và chuột thuận tay của riêng mình, lần này vào trận chơi thử nên không cần quá để ý, nhưng nhất định cũng có chút không quen. Vương Kiệt Hy sau đó bật bảng thiết lập vị trí các phím, quét mắt vài lần ô một tiếng, y hệt anh cậu bắt trước anh à đúng vậy anh là thần tượng của em à có thể phiền anh chốc nữa ký tên cho em một cái không xa tiền tử rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói ra lời này một cách thật tự nhiên chức nghiệp của gã chính là ma đạo học giả mà vương kiệt hy am hiểu nhất mà vị trí nút thiết lập cũng hoàn toàn bắt trước vương kiệt hy sai khó không vương kiệt hy hỏi tàm tàm tạm sa tiền tử nói vương kiệt hy không nói thêm đẩy chuột và phím sa tiền tử trong màn hình đã nhanh chóng bay vào tới chỗ năm người đang luyện cấp Diệp Tu sớm đã thấy xa tiền tử ở cạnh nhìn quanh, nhưng cũng không mang tới nhiều, lúc này trông thấy người đang chạy về phía này, đoán chừng hẳn là định bàn về chuyện phó bản, ai ngờ mới vừa tiến vào tầm bắn công kích của ma đạo học giả, gã liền tức thì phóng ra một đạn ma pháp. Làm gì thế, mục tiêu công kích của đạn ma pháp là Hàn Yên Nhu, Hàn Yên Nhu lúc này đang đưa lưng về phía xa tiền tử, bị đánh chúng mới phản ứng lại, tức tốc di chuyển góc nhìn, nhất thời còn chưa rõ chuyện gì. Chuyện PK dã ngoại này, Đường Nhu chưa từng trải qua. Diệp Tu cũng cực kỳ kinh ngạc, sa tiền tử này cứ gì nói đánh là đánh. Đường lúc kinh ngạc chỉ thấy trên đầu sa tiền tử nhảy lên một bong bóng thoại làm ván thử. Sao lại thế này, đường nhu chẳng hiểu chuyện chi, nhưng sa tiền tử lại tiếp một đạn ma pháp bắn tới chỗ cô. Đường nhu ngay mặt đối địch sao có thể dễ dàng bị đánh chúng như vậy, Hàn Yên nhu nhẹ gõ phím lách khỏi một kích nọ, bây giờ cũng không khách khí, lập tức bắt đầu phản kích, Hàn Yên nhu cầm thanh chiến mơ bước dài tới chỗ sa tiền tử. Sa Tiền Tử không tiến mà lui lại, tiếp tục nhàn nhã quăng đạn ma pháp. Song nhân vật khi phóng thích kỹ năng ma pháp này vẫn phải dừng lại. Sau khi quăng được vài cái thì bị Hàn Yên Nhu vò tới trước mắt, chiến mâu hất lên một chiêu thiên kích quét qua. Sa Tiền Tử di động lên giữa không trung, Hàn Yên Nhu đang chuẩn bị tiếp tục công kích, bỗng nghe một tiếng vèo nhỏ, Sa Tiền Tử phi qua đỉnh đầu cô, một nhúm phấn bột trong nháy mắt đó hất lên người Hàn Yên Nhu, Đường Nhu ngẩn ra nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xa tiền tử sau khi rớt xuống lại vèo vèo quăng thêm hai viên đạn ma pháp. Đường Nhu gấp rút muốn Hàn Yên Nhu né tránh, chẳng ngờ động tác Hàn Yên Nhu lại trở nên chậm chạp, viên thứ nhất thoát được, viên thứ hai liền theo đó ngay chóc nổ tung. Sao, em chưa từng đánh với ma đạo học giả à? Diệp Tu vội hỏi Đường Nhu, hắn biết kinh nghiệm chơi vinh quang ít ỏi của Đường Nhu có được từ việc giúp Trần Quả đánh những đối thủ mà Trần Quả không địch nổi ở đấu trường, nhưng vinh quang cả thầy có 24 chức nghiệp, loại thỉnh thoảng mới chảo ngón như đường nhu, chưa từng gặp chức nghiệp nào đó Âu cũng là chuyện thường. Đúng vậy, đường nhu đáp, tôi từng gặp chức nghiệp này rồi. Bánh bao xâm lấn mấy ngày nay của ngâm mình trong đấu trường, ngắn ngủi răm ngày cũng hiểu biết hết mọi chức nghiệp, gã biết cưới trổi bay, khi nãy gã còn quăng thuốc sổ lên người cậu, cậu có thấy cơ thể mình mềm đi động tác chậm dần không? Thuốc sổ, hai tôn đại thần ở hai đầu màn hình liền suýt hóa đá. Mẹ nó ai phát minh cách gọi này vậy? thứ xa tiền tử vừa quăng lên người Hàn Yên Nhu tên là Phấn Xua Tan, là kỹ năng cấp 20 của ma đạo học giả, thành công hất lên người mục tiêu có thể loại bỏ một trạng thái bắp của đối phương, đồng thời làm giảm sức công kích, tốc độ di động và gia chiêu của mục tiêu. Dù trên người đối phương không có trạng trái bắp nào, hiệu quả giảm tốc độ vẫn sẽ có hiệu lực, thời gian kéo dài 10 giây, là một kỹ năng khống chế ma đạo học giả thường dùng. Kỹ năng này trước mắt không có biệt danh cũng không có cách gọi tắt gì, bây giờ lại bị bánh bao xâm lấn gọi thành thuốc sổ còn bảo cơ thể mềm đi động tác chậm dần động tác chậm đi là thật nhưng cơ thể mềm thì là cái sức liên tưởng gì đây hai tôn đại thần đều bị bánh bao xâm lấn nổ mìn huống hồ chi điền thất và nguyệt trung miên bên kia lúc này vẫn đang khiếp sợ với định nghĩa thuốc sổ có hơi trừu tượng kia bánh bao xâm lấn cũng không biết tự khi nào đã âm thầm tới sau lưng xa tiền tử phang ngay một cục gạch nhưng vương kiệt hy không như đường nhu mặc dù không thấy phía sau nhưng đã sớm lưu ý tới hành động của bánh bao xâm lấn. Lúc này đột một ngồi xổm xuống, bánh bao xâm lấn liền phang hụt. Sa tiền tử thuận thế phản kích, một chiêu quét sạch. Đây là kỹ năng trên không cấp thấp nhất của ma đạo học giả, là kỹ năng treo lơ lửng cùi nhất trong 24 nghề. Hễ quét một cái, nhân vật sẽ nhanh chóng ngã xuống đất, treo cũng chỉ treo được một chút, quả thật rất khó nhìn ra khoảng lơ lửng nọ. Thao tác của Vương Kiệt Hy đương nhiên không phải chuyện người thường có thể so được, chỉ với lần treo lơ lửng tí ti này anh ta đã thành công thao tác xa tiền từ cưỡi trổi hoàn thành bay thấp, tiếp đó dùng trổi quét bánh bao xâm lấn lên. Liên tiếp 6 lần, hai nhân vật càng quét càng cao, một kích thật mạnh cuối cùng đập bánh bao xâm lấn rơi xuống, xa tiền tử lại cưỡi trổi thong dong bay về mặt đất. Có thể công kích như thế, ấy át là kỹ năng bị động cấp 20 có lợi cho ma đạo học giả sau khi chuyển nghề, nắm giữ trổi. Trổi là vũ khí đặc thù của ma đạo học giả, chỉ có ma đạo học giả chuyển nghề mới có thể sử dụng. Tán nhân có thể sử dụng hầu hết mọi vũ khí, Song lại có một số vũ khí chuyên dụng của từng nghề mà ngay cả tán nhân cũng không khống chế được. Kiếm quang của kiếm khách là một, trổi của ma đạo học giả cũng là một trong số đó. Kỹ năng bị động nắm giữ trổi này giúp ma đạo học giả có khả năng cưỡi trổi phi hành và năng lực dùng trổi công kích liên tục trên không trung. Kỹ năng này cũng không phải chức nghiệp nào cũng có, loại năng lực chiến đấu trên không của ma đạo học giả này đã khiến biết bao nhiêu chức nghiệp khác vô cùng đau đầu. Thao tác của bánh bao xâm lấn khá tốt lăn lộn trên đấu trường cũng tích lũy chút ít kinh nghiệm PK, nhưng vẫn bị mặc sức trêu đùa, vài đòn công kích bằng trổi liên tục và cú đập cuối cùng này, dù bánh bao xâm lân có muốn dùng chịu thân để tránh ngã xuống đất thì vẫn không kịp hoàn thành trong thời gian gấp gáp, một tay chống đất đánh ra một cái hố. Cũng không phải trùng hợp, tất cả đều do Vương Kiệt Hy trong quá trình công kích cố ý tấn công liên tục để khống chế thân người bánh bao xâm lấn khi rơi xuống đất, Khiến bánh bao xâm lấn định sử dụng phương pháp chịu thân cũng phải cần thao tác khá phiền phức, nếu độ phán đoán hoặc tốc độ tay không đủ thì sẽ không kịp thi triển. chu tính, sự tinh tế trong thao tác của cao thủ chuyên nghiệp há là thứ người chơi bình thường có thể sánh bằng. Sa Tiền Tử vừa đáp xuống đất, Hàn Yên Nhu đã vỏ tới trước mặt rồi, chiến mâu hùng hổ quét ngang. Ngặt nỗi nắm giữ trổi là kỹ năng bị động, không hề có thời gian đóng băng gì, có thể dùng vì lúc. Sa Tiền Tử lập tức nhảy lên, lại cưới trổi bay đi. Đường Nhu điều khiển Hàn Yên Nhu chạy trái chạy phải, thế nào cũng không đuổi kịp. Bánh bao xâm lấn sau khi bò dậy cũng không chút do so dự xông tới cùng Hàn Yên Nhu vây công, kết quả hai người bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hai tên điền thất và nguyệt trung nguyên kia, bảo đi cây thật thì nhất định đánh không lại đường Nhu và bánh bao xâm lấn, nhưng trình độ làm khán giả lại cao hơn hẳn hai vị này. Lúc này bánh bao xâm lấn ném ngạch nửa ngày cũng chạm không đến đối thủ, trong cơn giận dữ trực tiếp quăng luôn cục gạch, chỉ thấy xa tiền tử cưỡi trổi bay ngược về phía cậu ta, giữa không trung lại nhảy lên vung trổi. Công kích nắm giữ trổi trên không này rất mạnh mẽ, trực tiếp phá chiêu gạch bay nọ, viên gạch có mắt không tròng liền bay vòng về phía chủ nhân bánh bao xâm lấn của mình. Địch bánh bao xâm lấn gào một tiếng chuẩn bị ngồi xổm tránh đi, bỗng kiếm quang chợt lóe, gạch bị bổ nát. Diệp Tu rốt cuộc cũng ra tay, một nhát rút đao chảm trúng phóc viên gạch đang bị đùa nghịch không còn lực công kích nào. Sa tiền tử rơi xuống đất, tức khắc quăng một đạn ma pháp sang quân Mạc Tiếu, tiếp đó định bụng cưỡi trổi chạy trốn. Lại không ngờ quân Mạc Tiếu căn bản không mang tới đạn ma pháp, dứt khoát nhảy cao dùng vỡ núi kích chém tới. Đòn vỡ núi kích này không biết mạnh mẽ hơn đạn ma pháp bao nhiêu lần, tuy bị đạn ma pháp bắn trúng nhưng chỉ chịu chút thương tổn, không hề bị hiệu quả phá chiêu ảnh hưởng. Mắt thấy vỡ núi kích sắp bổ chúng, xa tiền tử đang cưỡi trổi đột ngột như người đầy khó tin, không phải là bay ngang như thường, mà là bay xéo lên cao chút, Chiêu vỡ núi kích cứ vậy mà xoẹt qua sát bên người. Sa tiền tử tiếp đó nhảy lên không trung, 180 độ xoay người dùng trổi đập xuống. Kết quả chỉ thấy quân mạc tiếu sau khi thu chiêu vỡ núi kích vừa nãy chợt biến mất. Ảnh của thuật phân thân, Vương Kiệt Hy đoán ra trong nháy mắt, biết tình hình không ổn. Nhưng nắm giữ trổi cũng không phải một chiêu có thể bay trên trời không ngừng. Lúc bắt đầu bay Vương Kiệt Hy đã làm một cái chuyển hướng, sau đó nhảy lên ngắt quáng, trước khi chạm đất cũng không thể tiếp tục cưỡi trổi phi hành. Tránh cũng không thể tránh, vương kiệt hy lướt bàn phím, xa tiền tử nháy mắt lại xoay người 180 độ. Quả nhiên, ảnh phân thân của quân Mạc Tiếu đã vào tới đằng sau gã, lúc này một cước giơ tới, chính là kỹ năng ưng đạp của nhà quyền Pháp. Xa tiền tử bên này vội vung trổi lên, chúng cước này cũng phải cho quân Mạc Tiếu chịu chút tổn thất, dưới tình huống tránh cũng không xong, chỉ đành chọn đấu Pháp lưỡng bại câu thương. Chẳng ngờ ưng đạp của quân Mạc Tiếu không đạp liên tục, chỉ đạp một cước liền thức thì rút kiếm dĩ nhiên là một chiêu đỡ đòn giữa không trung quất cây trổi bay ra ngoài. Chủ nhân của sa tiền tử, sa tiền tử chân chính, hiện giờ đứng đằng sau Vương Kiệt Hy trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt lại có thể biến đổi hàng loạt thao tác giữa lưng chừng như thế, đến cuối cùng chịu thiệt lại là Kiệt Hy đại thần. Tên quân mạc tiếu này rốt cuộc là nhân vật nào? mươi 126, rốt cuộc muốn làm gì? Sa tiền tử còn quá lạc quan rồi chỉ thấy trong màn hình xa tiền tử trong tay của Vương Kiệt Hy lúc sắp rơi xuống đất liền sử dụng chịu thân, đao kiếm vẫn xoẹt qua. Quân Mạc Tiếu trong lúc đỡ đòn bay lùi ra ngoài thế mà vẫn không quên sử dụng rút đao chạm, ánh đao khó mà tránh thoát, xa tiền tử chúng đao không nói, hơn nữa còn ngay thời điểm mấu chốt đang dùng chịu thân, kết quả chịu thân thất bại, nhân vật sau khi ăn một đao liền lăn ra đất. Đây đâu chỉ là chịu thiệt, mà còn bị đánh đến có chút chật vật. Ngay cả bản thân Vương Kiệt Hy lúc này cũng có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, Thở dài nói cấp 29 muốn đánh tán nhân, quả nhiên vất vả a. À. Cấp của Sa Tiền Tử tuy cao hơn Quân Mạc tiếu, nhưng kỹ năng vẫn dừng ở cấp 25. Nói xong cũng không tiếp tục nữa, sau khi đứng dậy liền xoay người bay ra. Sa Tiền Tử đứng phía sau nhìn thì chỉ thấy như trực tiếp cưới trổi trên mặt đất bay đi vậy. Nhưng khi ma đạo học giả dùng trổi phi hành bắt buộc phải nhảy lên không trung mới có thể sử dụng thao tác, như vậy có thể thấy được thao tác của Vương Kiệt Hy thành thạo và nhanh biết nhường nào cú nhảy này còn chưa đợi Sa tiền tử nhận ra thì đã kết thúc rồi. Tốc độ phi hành nhanh hơn đi bộ, Hàn Yên Nhu, bánh bao xâm lấn tới nơi đều đã chậm một bước. Nhưng ngay khi Sa tiền tử đang bay đi, Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên chợt nghinh đón hai bên đường. Hai người này trong mắt Phương Kiệt Hy chả là cái đinh gì, lúc này anh ta đã không còn tâm trạng dây dưa nữa, tay cũng lười động. Trực tiếp thao tác một cái, Sa tiền tử cưỡi trổi nghiêng mình bay lướt qua đầu họ. Điền Thất cùng Nguyệt Trung Nguyên hai người một ra quyền, một rút đao, cuối cùng đều là đánh vào không khí, lại đưa người đến, xa tiền tử sớm đã bay xa hơn rồi. Hai người bó tay rồi, cũng không đuổi theo, sau khi trở về điền thất vô cùng tiếc núi kêu lên cao thủ đại ca. Không sao cả Diệp Tu không nói gì, là hắn bảo hai người đứng đấy chặn đường, chẳng qua với kỹ thuật của bọn họ, muốn ngăn tên kia dù sao cũng quá khó khăn, ngay cả đường nhu và bánh bao xâm lấn cũng bị người nọ đùa giỡn. Muốn nhìn ra trình độ của một người trong phó bản, sẽ bị giới hạn bởi độ khó của chính phó bản đó. So ra thì PK có thể thấy rõ trình độ của người khác hơn. Dù rằng kỹ năng cấp 20 có hạn, ta vẫn đoán được ý thức và thao tác của người đó từ nhiều phương diện như cách di chuyển, phán đoán, nắm chặt thời cơ mà công kích vân vân. Trình độ của bản thân thế nào liền có thể hiểu được đối thủ có mấy phần sâu cạn. Chẳng lẽ là tên kia? Trình độ của ma đạo học giả kia đã là hàng đầu trong nghề rồi, tuyệt đối không phải hội trưởng sa tiền tử của công hội khu 10. Nhìn bóng dáng sa tiền tử đi xa dần, Diệp Tu thầm nghĩ. Sau khi Vương Kiệt Hy để Sa Tiền Tử chạy xa, lúc này lại đứng dậy nhường máy cho Sa Tiền Tử thật. Sa Tiền Tử nhìn đại thần, hy vọng có thể nghe được một chút kết luận, kết quả Vương Kiệt Hy lại chẳng nói câu nào. Sa Tiền Tử trong lòng thấp thỏm, gã tận mắt thấy Vương Kiệt Hy đánh không lại rồi cắt đuôi tránh người, chẳng biết lúc này trong lòng đại thần có khó chịu hay không. Ký tên ở đâu? Vương Kiệt Hy chợt mở miệng, "A." À, Sa Tiền Tử ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vã lấy ra cuốn sổ trong người. Bìa sổ là một vị hàng đầu cưới trổi như người, bên cạnh là bốn chữ nhỏ, Vương Bất Lưu Hành. Vương Kiệt Hy nhận xong cười cười, chờ Sa Tiền Tử luống cuống tay chân lấy ra cây bút, ký trên bìa được không? Được, được, Sa Tiền Tử vội đáp. Vương Kiệt Hy xoẹt 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 vài cái liền thuần thục ký xong, trả lại Sa Tiền Tử, đi đây, tạm biệt. A, à, đại thần, Sa Tiền Tử thoáng không nhịn được chợt gọi Vương Kiệt Hy, "Đây." Gã chỉ chỉ màn hình, muốn biết kết luận của Vương Kiệt Hy thao tác của hàn yên nhu và bánh bao xâm lấn kia dù rằng không tệ nhưng vẫn là người mới ý thức cùng kinh nghiệm không đủ quân mạc yếu tạm thời nhìn không ra sâu cạn của người này cậu cũng thấy đấy là hắn áp chế anh không phải anh áp chế hắn anh định thử hắn giờ e rằng bị hắn thử lại xong cả rồi vương kiệt hy nói hắn biết anh là ai sao sa tiền tử cảm thấy khó thể tin được ây hẳn là vậy còn phải xem hiểu biết của hắn nhưng ít ra hắn đã biết đấy không phải cậu Vương Kiệt Hy dứt lời, vẫy tay với sa tiền tử một cái liền rời đi. Đây rốt cục là loại quái vật gì đây? Sa tiền tử trở về chỗ ngồi mà vẫn còn thẫn thờ. Một lát sau mới kịp phản ứng lại, vội vàng đem sa tiền tử của mình chạy trốn thật xa. Ngay cả Kiệt Hy đại thần cũng thừa nhận bản thân bị áp chế, một khi tên quân mặc tiếu này đuổi giết tới nơi, dù người mình cũng đánh không nổi. Có điều, sau này phải đối mặt với người này ra sao đây? Sa tiền tử nhớ lại vấn đề này, xoay đầu lại thì vương kiệt hy đã sớm không thấy sa tiền tử phiền muộn thế mà quên hỏi mất rồi tên kia bị gì thế mai cốt chi địa bên này đường nhu và bánh bao xâm lấn còn muốn đuổi theo cuối cùng lại bị diệp tu ngăn cản đường nhu buồn bực hỏi nhân vật đó là hội trưởng của trung thảo đường phải không điền thất hỏi nhân vật thì phải người thì chưa chắc diệp tu nói vậy thì là ai nguyệt trung nguyên hỏi nói ra sợ hù chết cậu không chừng là vương kiệt hy diệp tu đáp Tao mẹ nó là Hoàng Thiếu Thiên đây. Nguyệt Trung Nguyên vẫn không tin chuyện này. Vương Kiệt Hy là ai? Đường Nhu hỏi, em không biết. Điền thất vào Nguyệt Trung Nguyên dường như nói cùng lúc. Tại sao phải biết, tròm sao của ổng là gì a? À? Bánh bao sâm lấn hỏi. Tròm sao? Điền thất cùng Nguyệt Trung Nguyên quả thực suy ngẫm về vấn đề này một chút. Loại siêu sao nổi tiếng kiểu này, tròm sao có thể kiếm được trong thông tin đấy. Vương Kiệt Hy là một trong những cao thủ đứng đầu vinh quang. Chức nghiệp như mọi người vừa thấy chính là ma đạo học giả, có biệt danh là ma thuật sư. Trong vinh quang có rất nhiều tên gọi như vậy, chẳng hạn như kiếm thánh, đấu thần, súng vương, quyền hoàng, nhưng phần lớn là đặt cho nhân vật, còn tước hiệu ma thuật sư này của Vương Kiệt Hy không phải đặt cho nhân vật mà vì chính cậu ta." Diệp Tu nói, "Tại sao?" Đường Nhu hỏi, "Bởi vì kỹ thuật và đấu pháp của cậu ta rất quỷ dị, biến đổi liên tục, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như không phải cậu ta, nhân vật này sẽ mang một dáng dấp khác mà không phải ma thuật sư nữa." Diệp Tu nói, thế thì có lẽ rất dễ bị nhận ra nhỉ. Đường Nhu nói, ừ, vì vậy tên vừa nãy có thể là cậu ta đấy. Diệp Tu đáp, nói cứ như thật ấy. Nguyệt Trung Nguyên khinh thường vô cùng. Vương Kiệt Hy là người của Vi Thảo, Vi Thảo lại là câu lạc bộ đứng sau Trung Thảo Đường. Vương Kiệt Hy muốn dùng nhân vật của họ là chuyện không hề khó. Diệp Tu từ phạm vi này lại càng tin chắc suy đoán. Vậy hắn tới đây làm loạn cái gì? Muốn đánh người sao không tự mình đến đấu trường? Bánh bao sâm lấn tỏ ra tức giận, có lẽ là thấy kỹ thuật của ông quá xuất sắc, muốn vội vã so cao thấp với ông Trăng. Diệp Tu nói, thế cơ à, không ngờ tên kia có mắt nhìn thật đấy. Bánh bao sâm lấn cảm khái, đệch, điên thất với Nguyệt Trung Nguyên cùng nói. Cái này nếu do người bình thường nói, sẽ coi như người ấy đang nói đùa, hoặc mặt dày khoe khoang chút thôi. Mà tên bánh bao sâm lấn lại coi như thật, làm người ta chẳng biết phải nói gì cho phải. Trung Thảo Đường, người trong công hội này hình như đa số đều là tên Thảo Dược. Đường Nhu nói, mà ấy quả thực là một nét đặc sắc khiến người khác chú ý của Trung Thảo Đường. Không sai, câu lạc bộ của họ toàn là tên thuốc đông y, vì lẽ đó quân nòng cốt của họ phần lớn cũng là mấy nhân vật như thế. Diệp Tu nói xong liền hỏi Điền Thất, Điền Thất, chẳng lẽ ông từ Trung Thảo Đường ra? Tôi không phải á, Điền Thất phiền muộn, đây đúng là một hiểu lầm thường gặp phải, ban đầu vốn là Điền Cửu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào run tay nhầm thành Điền Thất, hồi sau mới nhận ra bọn họ vừa luyện cấp vừa trò chuyện vẫn không coi trọng chuyện này hai người mới đường nhu và bánh bao xâm lấn không hiểu cũng đành thôi điền thất cùng nguyệt trung nguyên ngẫm lại mới ngầm kinh ngạc vừa nãy chính là xa tiền tử a hội trưởng khu 10 của trung thảo đường đó nếu đổi lại là người thường bị hội trưởng của trung thảo đường công kích hẳn phải thấp thỏm đến chết nhưng giờ đây theo cao thủ đại ca tam đại công hội gì gì đó đều là mây bay á chẳng có chút áp lực nào là Vương Kiệt Hy nhỉ? Diệp Tu vẫn đang âm thầm suy nghĩ. Hắn không hề nói ra, nhưng đã chắc chắn người kia chính là Vương Kiệt Hy. Như Đường Nhu đã nói, đây thật sự là một tuyển thủ rất có phong cách, mang thương hiệu nghiêm trọng. Tên này đang muốn làm gì chứ? Diệp Tu chú ý vấn đề này. Bên Trung Thảo Đường, sau khi Kiệt Hy đại thần rời đi, Sa tiền tử vẫn chưa bình thường lại, thường xuyên móc sổ ra ngắm nghía một hồi. Lại thỉnh thoảng cười ngây ngô, yêu thích không rời tay. Hội trưởng hội trưởng, Đúng lúc này, có tin nhắn gửi đến. Chuyện gì? Sa tiền tử trả lời. Lão đại gọi anh, trên quy. Hội viên nói, lão đại này là đang ám chỉ tổng hội trưởng của Trung Thảo Đường, tỏa trấn ở thần chi lĩnh vực thiên Nam Tinh. Có chuyện gì sao lão đại? Sa tiền tử đi qua. Cậu còn mấy cái tài khoản không dư? Thiên Nam Tinh hỏi, khoảng 10 cái đó, sao vậy? Sa tiền tử đáp, tài khoản không, cũng không phải hoàn toàn có nghĩa là thân không trang bị không tiền tài. Ở đây còn có nghĩa là tài khoản không có chủ nhân cố định, là những nhân vật do kiếm người luyện thay hoặc do mọi người trong công hội cố gắng cùng nhau cày cú. Mấy nhân vật này sẽ không thêm công hội, cũng sẽ không sử dụng phong cách tên của Trung Thảo Đường. Số phận của chúng có thể trở thành nằm vùng, cũng có thể dùng để làm một ít hoạt động không tiện bại lộ thanh danh của công hội. Không chỉ Trung Thảo Đường, các công hội lớn đều sẽ dưỡng vài nhân vật như thế, có vài người thích bảo là tài khoản tán nhân, có người lại thích gọi tài khoản không, do thói quen cả thôi.